Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chương 341, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Dạng này cũng tốt Cổ Tú Vân lúc này gật đầu đáp ứng, như thế, cũng không có gì không tốt, dù sao đều là dùng người, giáo ai không phải giáo. Về phần ngươi những cái này phối phương, nếu là thật sự không nghĩ tiết lộ, ngươi liền mình dẫn người làm đi, có điều, tốt nhất vẫn là giao cho người tin cẩn đi làm, trừ phi ngươi sẽ ở chỗ này thường ở. Mạc Thành nhìn về phía Cổ Tú Vân, mở miệng lần nữa nói. Những vật này, kỳ thật cách làm cũng không khó mấu chốt ta là nghĩ đến không thể đem phối phương dẫn ra ngoài ra ngoài như vậy chúng ta tiệm lẩu cũng liền có thế có đứng ở thế bất bại căn bản cổ tú vân rất là nghiêm túc suy tư chỉ chốc lát lúc này mới đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra bằng không nồi lẩu phương pháp ăn đơn giản chỉ cần có tiền sợ là người nào đều có thể làm một nhà ra tới chúng ta tối đa cũng cũng chỉ có thể chiếm cứ một cái giai đoạn trước ưu thế huống chi những vật này nếu như bảo tồn thỏa đáng để lên cái 10 ngày nửa tháng, vẫn là không có vấn đề, ta một lần làm nhiều một chút chính là như thế thuận tiện. Mạc Thành thấy thế, cũng liền không nói thêm gì nữa, tìm một chỗ ngồi xuống. Hồng Nguyệt không để lại dấu vết nhìn nhà mình nhị gia liếc mắt, đồ đần đều có thể nhìn ra được, nhà mình nhị gia đối tiểu nha đầu này, là thật để bụng, bằng không thì cũng sẽ không đem những cái này đều cho suy xét như thế chu toàn, vụng trộn đem người tất cả đều cho an bài tốt, hắn làm như thế chẳng qua là sợ cổ tú vân tiểu nha đầu này hai nơi buông ba quá mệt mỏi. Thu Sương, ba biểu thiếu gia vẫn chưa về sao? Cổ tú vân mời hai người vào chỗ, nhìn không được quay đầu lại hỏi Thu Sương. Biểu thiếu gia đã trở về, mua không ít đồ vật, nói là ra một thân mồ hôi, về trước phòng tẩy tẩy, miễn cho đường đột quý khách. Thu Sương nghe tiểu thư hỏi, hơi có chút ngượng ngùng nói, Thu Sương dù sao cũng là cái vân anh chưa gả cô nương gia, trước mặt mọi người nhấc lên một cái nam nhân đi tắm rửa, cũng thật là không tốt lắm ý tứ. Đang nói chuyện, Hà Hiểu Sơn từ ngoài cửa tiến đến, có chút ngượng ngùng xong mấy người ôm quyền nói, thành đại ca, đỏ trưởng quỷ, để các ngươi đợi lâu, thực sự là thật có lỗi. Chúng ta cũng mới vừa tới. Nói chuyện chính là Hồng Nguyệt, chỉ gặp nàng chậm chậm oánh oánh đi đến cổ tú vân bên người chỗ ngồi xuống, cười nói, sau này chúng ta tiệm lẩu, còn phải gì tam thiếu chiếu cố nhiều hơn a à? mặt thành lúc này cũng hướng về phía hà hiểu sơn nhẹ gật đầu xem như chào hỏi thái độ không mặn không nhạt đỏ chưởng quỷ nói gì vậy là biểu muội tất nhắc mới khiến cho để ta làm những cái này cái bàn bằng không tùy tiện ở bên ngoài tìm mấy người thợ mộc mấy ngày cũng liền có thể làm thành hà hiểu sơn lời này ngược lại là thật tại hồng nguyệt xem ra cổ tú vân là có chút quá nhiều coi trọng hà gia người trên thế giới này, sẽ làm nghề một, kỹ thuật so hà gia phụ tử người tốt nhiều đi, nhưng hết lần này tới lần khác. Cổ Tú Vân liền tập trung tinh thần muốn đề bạc Hà Gia, nàng cũng không thể nói gì hơn, dù sao, người ta hiện tại lại không thiếu tiền, Hà Gia thế nhưng là đánh gãy xương cốt liên tiếp gân cậu một nhà thân. Tự nhiên là muốn bao nhiêu giúp đỡ giúp đỡ. Đã người đều đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu ăn đi, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Cổ Tú Vân từ khi xuyên qua đến nay, đây là lần thứ nhất ăn đường đường chính chính hải để lao, hay đi lao, đương nhiên, đây cũng là kéo tùy thân đào bảo phúc, chí ít, tại hiện hữu điều kiện tình huống dưới, cổ Tú Vân coi như đem hết tất cả vốn liếng, cũng không có bản sự kia nhi làm cho như thế toàn diện. Về phần chuyên dụng nồi lẩu bàn cái gì, cổ Tú Vân lại cũng không để ý, cửa hàng bên trong cái bàn, kỳ thật sớm một ngày muộn một ngày, đối lửa nồi cửa hàng cũng không có cái gì ảnh hưởng, không phải nàng cũng sẽ không chờ đến bây giờ cổ tú vân lần này đồ vật chuẩn bị khá đầy đủ không ngạc nhiên chút nào lần nữa nhận nhất trí khen ngợi liền mạc thành cũng nhịn không được lần nữa nhìn nhiều cổ tú vân vài lần trên mặt bàn mấy cái này ăn uống cũng coi như nhưng là những cái kia đồ chấm quả thực khiến người ngoài ý muốn chỉ là ngắn như vậy ngắn mấy tháng công phu nàng liền có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy khác biệt khẩu vị đồ chấm mà lại mỗi mấy thứ hỗn hợp lại cùng nhau bắt đầu ăn cho người cảm giác, liền sẽ hoàn toàn khác biệt, không thể không nói, đây là suy nghĩ khác người. Có điều, tại cổ Tú Vân trên thân phát sinh chuyện lạ, cũng không phải món này hai kiện, mặc kệ là mặt thành, vẫn là hồng nguyệt, đều đã tập mãi thành thói quen, dường như, cái dạng gì sự tình, tại cổ Tú Vân làm đến, kia cũng là bình thường. Mà Hà Hiểu Sơn liền chớ đừng nói chi là, từ khi biểu muội cho hắn cha cùng đại bá một người một quyển sách về sau, gần như hà gia tất cả mọi người đưa nàng biến hóa đều thuộc về công nàng ngoài ý muốn được đến những điển tịch kia phía trên đồng thời trải qua hà lão hán nhiều lần nghiêm khắc cảnh cáo hà gia bất luận kẻ nào đều không được đem chuyện này ra bên ngoài nói cho nên cho dù là hắn mới cưới vào cửa nàng dâu hắn đều là không có ra bên ngoài nói bởi vì cổ tú vân tới chậm tiệm lẩu lại là gầy dựng sắp đến cho nên hai ngày này bận bịu chân đánh cái ót thẳng đến gầy dựng trước một buổi tối, cổ Tú Vân cuối cùng là đem tất cả mọi thứ đều giải quyết. Hôm qua bởi vì chỉ là muốn cho hai cái đối tác, đánh cái dự phòng châm, cho nên, cổ Tú Vân chuẩn bị đồ chấm chủng loại tuy nhiều, nhưng là lượng phía trên lại là không lớn. Cho nên, ngày thứ hai thời điểm, làm chút người môi giới đem người mang tới về sau, cổ Tú Vân liền từ bên trong chọn hai cái có chút nội tình tay nghề đầu bếp, đi theo củi liên nhi học tập làm viên thuốc cùng thủy tinh sủi cảo các thứ mà cổ tú vân mình thì là một đầu đâm vào phòng bếp nhỏ, bắt đầu quen thuộc, chuẩn bị còn phẩm cư khoảng thời gian này muốn dùng đồ chấm. Bởi vì là hôm qua liền đã chọn tốt gia nhập giỏ hàng, cho nên, cổ tú vân đi lên đào bảo về sau, chỉ cần trực tiếp trả tiền là được, cũng là tiết kiệm không ít phiền phức. Cổ tú vân cái này một bận rộn, liền có chút quên thời gian, đợi đến tất cả mọi thứ đều thay xong đóng gói, cũng chỉ hoa một cái giờ. Cổ tú vân mình lại cũng không biết qua bao lâu, từ đào bảo trong kho hàng đưa điện thoại di động lấy ra, mới 3 giờ chiều, mà lại điện thoại lập tức liền phải không có điện, không khỏi có chút buồn bực, nơi này, chính là không tiện. Đưa điện thoại di động thả lại nhà kho, cổ tú vân trong lòng suy nghĩ, mình có phải là nên mua cái đồng hồ đeo ở trên người, dạng này cũng thuận tiện nhìn thời gian. Cổ Tú Vân nhìn trái phải hiện tại ra ngoài thời gian còn quá sớm, chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, mới hoa chút điểm thời gian này cũng quá không thể tưởng tượng cho nên nàng liền lợi dụng khoảng thời gian này tranh thủ lúc rảnh rỗi từ đào bảo hất lên một khối tinh xảo đồng hồ bỏ túi nghĩ nghĩ liền lại phối một đầu dây xích lắp đặt về sau cầm trên tay nhìn lên đồng hồ bỏ túi bên ngoài khảm nạm lấy một khối lam bảo thạch nếu là nếu không nhìn kỹ tin tưởng ai cũng cảm thấy chỉ là một đầu phổ thông dây chuyền mà sẽ không nghĩ tới ở trong đó có huyền cơ khác Cổ Tú Vân hài lòng cười, cảm thấy thứ này đã đẹp mắt lại thực dụng, thật là phi thường không tệ, liền trực tiếp xem như dây chuyền, treo ở cái cổ ở giữa. Nghĩ đến dây chuyền, cổ Tú Vân không khỏi liền nhớ tới mẫu thân cùng trong nhà bọn tỉ muội, có phải là cũng cho các nàng thu được một cái dạng này dây chuyền đâu. Đây chính là toàn thế giới độc nhất vô nhị. Tin tưởng nhất định sẽ rất có ý nghĩa. Chương 342, Tự thân đi làm cổ tú vân liền lại từ đào bảo bên trên tìm mấy khối nhìn như không sai biệt lắm nhưng là mặt ngoài hoa văn nhan sắc thậm chí là bảo thạch đều không giống nhau đồng hồ bỏ túi sau đó lại phối hợp giống nhau như đút dây xích một hàng bày ra trên bàn vẫn là rất đẹp mắt cổ tú vân hiện tại rốt cục tin tưởng đồ vật quý cũng có quý đạo lý so với kiếp trước mình lời nói mấy chục khối tiền mua hàng vỉa hè hàng mạnh lên ngàn vạn lần có điều thứ này đưa ra ngoài mình nhất định phải cùng với các nàng đánh tốt chào hỏi, ngàn vạn không thể rơi vào người ngoài trong tay, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. 4 giờ chiều thời điểm, Cổ Tú Vân từ phòng bếp nhỏ bên trong ra tới, mang trên mặt tràn đầy ý cười, để người nhìn như gió xuân ấm áp. Tiểu thư, mệt không, muốn hay không trở về phòng nghỉ ngơi một hồi? Đông Tuyết một bên đưa qua rửa tay khăn cùng nước, một bên đau lòng nói, tiểu thư nhà mình chính là rất có thể làm cho nên mỗi ngày đều bận rộn như vậy, từ khi cùng tiểu thư, dường như liền không thấy được nàng chân chính dừng lại nghỉ ngơi qua, cho dù là ăn tết đoạn thời gian kia, tiểu thư nhìn như nhàn nhã, kỳ thật chỉ cần không làm gì. Liền sẽ mình nhìn xem sách, trên bàn tô tô vẽ vẽ. Khi đó đông tuyết không biết tiểu thư đang bận cái gì, bây giờ lại tự như là lập tức liền minh bạch như vậy. Tiểu thư chỉ sợ từ cái nào thời điểm lên, liền bắt đầu nghiên cứu những cái này đồ chấm cái này nếu là đổi người bên ngoài vậy khẳng định là không thành tiểu thư từng nói qua với nàng mỗi người thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên mà mỗi người con đường thành công cũng đều là không thể phỏng chế cố gắng qua đi mới biết được có một số việc chỉ là lại kiên trì kiên trì liền đến quả nhiên tiểu thư nói đều là thật cổ tú vân không biết tại cái nào đó tiểu nha đầu trong lòng đã đem nàng xem như sùng bái đối tượng từng ngươi để người đem đồ vật cho bịt kính cốt, đưa đi còn phẩm cư, ghi nhớ, nhất định phải cầm nhẹ để nhẹ, ngàn vạn không thể cho ta làm hư, biết sao? Cổ Tú Vân duỗi lưng một cái, gần đây tại trong phòng bếp dạo chơi một thời gian là càng ngày càng dài, quay đầu vẫn là phải nghĩ biện pháp mới được. Đưa đi còn phẩm cư đồ chấm, đều là dùng từng cái cái bình trang, đồng thời Cổ Tú Vân còn cố ý để người lưu lại một gian phòng ốc ra tới, bảo tồn những vật này. Mỗi ngày mở cửa kinh doanh trước đó, đem mỗi một loại đều lắp đặt vừa vặn phân lượng ra tới, tránh lãng phí, cũng có thể giảm bớt mở đóng số lần. Đương nhiên, cái này vừa vặn lượng lại là cần nhờ cửa hàng bên trong người dùng thời gian đi đánh giá. Tiểu thư yên tâm, Mạc công tử bên kia đã thu xếp người đặc biệt tay tới khuôn đồ. Đông Tuyết tiếp nhận tiểu thư đưa tới khăn, vừa cười vừa nói. Cổ Tú Vân nghe vậy tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm ngược lại hỏi. Trong nhà bên kia người tới sao? Bởi vì biết cửa hàng gây dựng thời gian, cho nên, tại cổ Tú Vân thời điểm ra đi liền cùng người trong nhà nói xong, nhiều nhất ban đêm một hai ngày, trong nhà rau quả liền phải hướng nơi này đưa lên một nhóm tới, vừa vặn có thế gặp phải gây dựng thời điểm dùng. Hồi tiểu thư lời nói, tạm thời còn không có tin tức, cũng nhanh muốn tới. Đông tuyết lắc đầu, lập tức hỏi, muốn hay không phái người tới tiếp một chút. Ừm, để Lý Trúc Trăng đi cửa thành tiếp người đi. Cổ Tú Vân gật gật đầu, nói như vậy. Đông Tuyết gật đầu đáp ứng, Cổ Tú Vân trực tiếp từ về gian phòng của mình, quyết định nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, thuận tiện ngẫm lại, viện tử phía trước nhất bên đường ba gian cửa hàng muốn làm sao thu xếp. Trước đó mình là nghĩ đến đem nơi này biến thành y nhân phường chi nhánh, cứ như vậy, liền cần một lần nữa thuê nhân thủ, tối thiểu nhất bên này cũng phải lưu một cái chủ sự, mới có thể đem tràng tử cho chống lên tới cổ tú vân cái thứ nhất nghĩ tới vẫn là triệu minh xem ra trở về muốn cùng bọn hắn huynh muội thật tốt thương nghị một chút triệu minh lại giả tâm cũng rất có bản lĩnh cổ tú vân vẫn luôn là biết đến sợ là sợ hắn gần đây quá mức bành trướng tại cánh chim không gió thời điểm không kịp chờ đợi liền muốn vì triệu gia báo thù như thế cho dù có toàn lực của mình duy trì cũng không nhất định liền có thể đấu qua được người ta mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm danh tiếng lâu năm, đến lúc đó lại lật thuyền trong mương, liền được không bù mất. Cổ Tú Vân ngồi tại bên bàn, trong tay bưng lấy một quyển sách, tâm tư lại trôi dạt đến thật xa. Đông tuyết bưng canh nóng lúc tiến vào, nhìn thấy, chính là tiểu thư nhà mình vùi đầu khổ đọc tràn cảnh, thầm nghĩ trong lòng, chỉ tiếc, tiểu thư không phải nam tử, bằng không mà nói, lấy tiểu thư thông minh cùng tâm tính, nhất định có thể tên đề bản vàng. Tiểu thư, bận biệu cả ngày, ngài cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát đi, ta để phòng bếp cho ngươi hầm tổ yến canh, ngài uống một ngụm. Đông tuyết đi đến tiểu thư nhà mình bên người, cẩn thận cầm trong tay bác buông xuống khuyên nhủ, cẩn thận chịu xấu thân thể, trở về phu nhân lại nên lo lắng. Theo đông tuyết suy nghĩ, những chuyện này tiểu thư hoàn toàn có thể giao cho người phía dưới tới làm, không cần thiết mình tự thân đi làm, nhưng đây là tiểu thư quyết định, nàng cũng không thể nói cái gì, có thể, quan hệ này đến tiểu thư mới phối phương vấn đề cho nên tiểu thư mới phá lệ coi trọng đi tuyết nhi ngươi cảm thấy triệu gia huynh muội như thế nào cổ tú vân ngẩng đầu nhìn xem đông tuyết mở miệng hỏi đông tuyết nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút sau đó liền hiểu được tiểu thư nhà mình hỏi là triệu minh cùng triệu ngọc hai huynh muội thế là rất chân thành trầm ngâm nửa ngày sau mới nói ngọc tỷ tỷ là cái người đáng thương nguyên bản thật tốt thiên kim đại tiểu thư nghèo túng đến thành một cái nô tỳ. Ta hỏi chính là bọn hắn phẩm tính như thế nào? Cổ Tú Vân nghe được Đông Tuyết trả lời như vậy, không khỏi không còn gì để nói, làm sao cảm giác mình cùng cô nàng này tư duy không tại cùng một cái kênh bên trên đâu. Tiểu thư, ngươi nghe ta nói hết nha. Đông Tuyết hì hì cười một tiếng, nói tiếp, nhưng là Ngọc Tỷ Tỷ cũng không có vì vậy mà có quá nửa điểm oán trách, mỗi ngày tận tâm tận lực chiếu cố tiểu tiểu thư, cùng tiểu thiếu gia, còn dạy chúng ta rất nhiều đại hộ nhân gia phép tắc, dạy cho chúng ta học tập nữ công, biết chữ, người cũng ôn nhu hào phóng. Cho tới bây giờ không có cùng người đỏ qua mặt, bọn tỉ muội đều rất nguyện ý đi cùng với nàng chơi. Cổ Tú Vân lặng lặng nghe, không có chen vào nói. Về phần triệu đại ca, người khác rất cốt, rất phản dễ người thân thiết, làm việc nhi cũng khéo đưa đẩy, tại các nô tỳ trước mặt, xưa nay không tự cao tự đại, mà lại rất có tài hoa, sẽ còn làm ăn. Đông tuyết tinh tế đếm lấy triệu gia huynh muội tốt. Cổ tú vân âm thầm thở dài, những cái này nàng làm sao không biết, thế nhưng là... Ai, được rồi, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiểu thư, chúc người môi giới đến. Tiếng đập cửa vang lên, lập tức truyền đến thu sương nha đầu kia thanh âm. Hắn lúc này đến, thế nhưng là có chuyện gì? Cổ tú vân nhíu mày, viện tử sự tình không phải cùng ngày liền chuẩn bị cho tốt sao? Hắn lúc này đến, còn có chuyện gì? Chút người môi giới nói, là muốn hỏi một chút tiểu thư liên quan tới phía trước ba gian cửa hàng sự tình. Thu Sương hiển nhiên là trước đó liền hỏi qua, lập tức trở lại. Cổ Tú Vân cùng đông tuyết liếc nhau, mở miệng nói, chào hỏi hắn đi phòng trước uống trà, ta một hồi liền tới. Mình lúc này mới vừa nghĩ tới, cái này ngoài ý liệu mua lại ba gian cửa hàng nên xử lý như thế nào, chút người môi giới liền tìm tới cửa, cũng quả thật làm cho nàng ngoài ý muốn. Chương 343, cửa hàng thu xếp. Đến tiền sảnh thời điểm, chút người môi giới đang ngồi ở trong sảnh, một tay bưng trà, một bên lại không ngừng hướng cổng nhìn quanh, nhìn thấy cổ tú vân ra tới, bận biệu buông xuống trong tay chén trà, khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, cổ công tử, mạo muội đến đây, quấy rầy. Hạ đại bá không cần khách khí, mời ngồi. Cổ tú vân thẳng đi đến chủ vị ngồi, đưa tay chỉ hạ thủ vị trí. Tử trúc ngay lập tức lại cho cổ tú vân dân trà trên nước đến, cổ tú vân đưa tay bưng qua, mở cái nắp, thổi nhẹ thổi phía trên lá trà mạc, chậm rãi khẽ hấp một hơi, động tác ưu nhã mà cao quý. Cái kia. Thẳng đến cổ tú vân đem chén trà lần nữa thả lại trên mặt bàn, chút người môi giới mới có hơi ngượng ngùng mở miệng, chỉ là lời đến khóe miệng, đánh một vòng, liền biến thành, không biết cổ công tử ở chỗ này ở còn quen thuộc. Cổ Tú Vân liếc chút người môi giới liếc mắt, hạ đại bá có chuyện không phòng nói thẳng. Khụ khụ. Chút người môi giới đã không phải là lần thứ nhất cùng trước mắt tiểu công tử liên hệ, thế nhưng là mỗi một lần hắn cho mình cảm giác đều hoàn toàn khác biệt, để người cảm thấy không thể phỏng đoán, lúc này nghe hắn hỏi như vậy, cũng liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến là như vậy, cổ công tử viện này đằng trước không phải có ba gian cửa hàng a, ta là nghĩ đến hỏi một chút, cổ công tử đối với cái này nhưng có cái gì thu xếp. chút người môi giới nói đến đây, có chút xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, cổ công tử cũng biết chúng ta người môi giới liên quan đến phạm vi khá rộng, không chỉ có người cũng nắm giữ lấy không ít phòng nguyên, cho nên hạ đại bá có ý tứ là cổ tú vân tự nhiên biết người môi giới là làm cái gì cùng tiền thế môi giới công ty không sai biệt lắm, có điều, bọn hắn còn nhiều một hạng phục vụ, đó chính là mua bán nô lệ, chút người môi giới nói đến nước này, cổ Tú Vân trong lòng cũng mới ra cái đại khái, cái này sợ là chủ động tới tìm phòng nguyên A. Thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây, là muốn hỏi một chút cổ công tử, phía trước kia ba gian cửa hàng, nhưng có ý ra bên ngoài thuê. Ta biết cổ công tử không thiếu tiền bạc, cũng không quan tâm mấy cái kia tiền thuê chúc người môi giới nịnh nọt cười nói có điều nếu là cổ công tử không có gì những an bài khác không phòng đem giao cho chúng ta người môi giới cam đoan cho ngài thuê ra ngoài ngài ngồi trong nhà liền có thể thu ngân tiền làm sao vui mà không vì đâu chỉ sợ chuyện này muốn để hạ đại bá thất vọng cổ tú vân trầm ngâm một chút vẫn lắc đầu nói cái này cửa hàng ta có an bài khác chúc người môi giới sững sờ lập tức cười khổ hắn vốn là biết cổ công tử lần này tới, là vì trước đó quán rượu kia gây dựng sự tình, căn bản liền không đếm xỉa tới biết cái này xảy ra bất ngờ ba gian cửa hàng, mà vừa vặn lại có người đến người môi giới thuê cửa hàng, mà lại muốn mướn cửa hàng diện tích còn không nhỏ. Hắn ngay lập tức liền nghĩ đến cái này ba gian cửa hàng, không nghĩ tới. Nếu như thế, kia là lão nô đường đột, mong rằng cổ công tử thứ lỗi. Chúc người môi giới làm một chuyến này cũng không phải một ngày hai ngày, Hạng người gì chưa từng gặp qua, giống cổ công tử Dạng này, ra tay xa xỉ, vất tay mấy chục vạn lượng bạc đều không mang nháy mắt người, căn bản cũng không thiếu tiền, hắn lần này tới, cũng chẳng qua là nghĩ đến, đóng lấy cái môn này xin ý, có điều. Đã cổ công tử đã có thu xếp, hắn cũng liền không có gì để nói nhiều. Chờ một chút. Cổ Tú Vân thấy chút người môi giới biết mình đối cửa hàng có an bài khác, liền không còn làm nhiều dây dưa, nói đi là đi trong lòng đối với hắn hảo cảm cũng nhiều mấy phần, lập tức mở miệng lưu lại chút người môi giới. Cổ công tử, thế nhưng là có chuyện gì muốn phân phó lão nô? Chút người môi giới quay đầu, nhìn xem cổ tú vân, cung kính hỏi. Cổ tú vân biết, chút người môi giới dù lấy lão nô tự xưng, nhưng lại cũng không so với bình thường nô tỳ thậm chí có thể nói, giống bọn hắn loại này trà trộn chợ búa người, có đôi khi mới là không thể nhất gây phân phó ngược lại là chưa nói tới chỉ là muốn để hạ đại bá giúp ta chút chuyện nhỏ cổ tú vân trên mặt như cũ mang theo ý cười ồ cổ công tử có chuyện gì cứ việc nói chúc người môi giới nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút lập tức mới mở miệng nói phàm là ta chút người môi giới có thể làm đến định toàn lực ứng phó có lời này của ngươi ta cứ yên tâm đón lấy cổ tú vân liền đem tính toán của mình nói là như vậy, ta muốn nói, cũng là ta kia ba gian cửa hàng sự tình, cái này cửa hàng đâu, ta đích xác là không có ý định thuê, có điều, cửa hàng bên trong muốn dùng người, từ trưởng quỹ đến tiểu nhị, lại là cần hạ đại bá hỗ trợ tìm kiếm tìm kiếm. Chuyện này phu nhân tìm ta xem như tìm đúng người, chúng ta người môi giới là quan phủ phát xuống răng thiếp, nhưng so sánh bên ngoài những cái này tư nhân người môi giới đáng tin nhiều. Chúc người môi giới nghe xong, một cọc mua bán không thành, còn có một cái khác cọc, lần này cũng không tính đến không, lúc này liền là vui mừng, lời xã giao há mồm liền đến. Cổ Tú Vân nghe hắn nói lời này, cũng không phải lần thứ nhất, lúc trước lần thứ nhất tiếng bọn hắn người môi giới thời điểm, hắn liền tin thề mỗi ngày nói qua một lần. Quý người môi giới danh dự, ta tất nhiên là rõ ràng, bằng không mà nói, cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần cùng quý người môi giới hợp tác. Cổ Tú Vân nói, Hướng đông tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đông tuyết hiểu ý, từ trong ví cầm một khối bạc vụn ra tới, đưa cho chút người môi giới, cổ tú vân mới rồi nói tiếp, hạ đại bá có nhân tuyển tốt, nhớ kỹ giúp ta lưu ý lấy, tiền công cái gì, đều không phải vấn đề, chỉ cần mua bán làm tốt, cuối năm còn có chia hoa hồng, nên có chỗ tốt. Ta đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Chút người môi giới từng cái đáp ứng, cái này cổ công tử cùng hắn hợp tác cũng không phải lần một lần hai, đúng là cái sản khoái, hắn đã đều nói như vậy, kia chẳng lẽ còn có thế là giả. Đưa tiễn chút người môi giới, bên ngoài liền truyền đến gã sai vặt hồi bẩm, nói là trong nhà người tới. Cổ Tú Vân biết là trương lão bá tới, vội vàng đứng dậy đón lấy, hơn một năm nay đến, hai nhà chung đụng dị thường hòa hợp, cổ Tú Vân trong nhà chưa từng có đem trương lão bá ông cháu làm qua hạ nhân, nhưng lại lại là tín nhiệm nhất hắn, cho nên lần thứ nhất cho còn phẩm cư đưa đồ ăn tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thế là ai khác Vân tỷ tỷ cổ tú vân mới ra ngoài phòng liền gặp một cái màu xanh thân ảnh nhỏ bé chạy vội liền hướng phía mình bay nhào đi qua nhưng lại tại mình cách xa hai bước khoảng cách dừng lại một mặt hưng phấn nhìn xem nàng an nhi tại sao tới đây rồi có mệt hay không a à? cổ tú vân đưa tay tại trương bình an cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt cười hỏi mấy ngày nay không đọc sách. Không mệt. Trương Bình An giòn tan đáp một câu, lập tức cười nói, tư thuộc tiên sinh, có chuyện gì ra ngoài thăm bạn, thả chúng ta nửa tháng ngày nghỉ, ta thấy Gia Gia muốn đi qua cho Vân Tỷ Tỷ tặng đồ, liền ương lấy Gia Gia mang ta cùng một chỗ đến tìm Vân Tỷ Tỷ. Trương Bình An tới nhà thời điểm, cũng chỉ 5 tuổi, bây giờ 6 tuổi tiểu nhân nhi, trên mặt sớm không có mới gặp lúc bệnh trạng, thân thể cũng so với dĩ vãng cường tráng không ít, cũng cao lớn không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, lại bởi vì cùng người trong nhà quen, nói tới nói lui, cũng liền tùy tiện rất nhiều. Ngược lại càng giống là cổ gia hài tử, lại thêm hắn vốn là nghe lời hiểu chuyện, người trong nhà người đều thích. Chương 344, có chơi có chịu. Tốt, vậy ngươi liền lưu tại bên cạnh tỷ tỷ, đến lúc đó tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon, được chứ? Cổ Tú Vân cười, hướng về sau mặt chạy mồ hôi đầm đìa, nhưng lại chưa đuổi kịp Trương Bình An Trương Lão Bá nhìn lại, đem tiểu gia hỏa giao cho sau lưng đông tuyết. Trương Lão Bá bọn hắn, là tới đưa đồ ăn, tự nhiên sẽ không dừng lại lâu, ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền phải về Thanh Hà Thôn đi. Tốt! Trương Bình An vừa nghe đến nói có ăn ngon, lập tức ánh mắt sáng lên, lúc này, tự trúc đi tới, đối Trương Bình An nói, An thiếu gia, ta mang ngươi đi vào nhà A. À. Trương Bình An nhìn một chút tử trúc, lại nhìn một chút cổ tú vân, biết vân tỷ tỷ đây nhất định là có chuyện quan trọng muốn cùng gia gia nói, cũng không cuốn lấy, rất nghe lời tùy ý tử trúc lôi kéo hắn, hướng trong viện đi đến. Cổ gia bọn nha hoàng đều biết, trương gia đây đối với ông cháu, là cổ gia tồn tại đặc thù, đặc biệt là vị này tiểu công tử, lúc trước vỡ lòng, vẫn là từ nhị tiểu thư tự mình giáo cho nên đối trương gia ông cháu cũng là lấy lão bá cùng an thiếu gia xưng hô đây cũng là cổ tú vân thụ ý bọn hạ nhân mặc dù không hiểu nhưng cũng không ai dám đưa ra dị nghị trương lão bá trường thuận thúc một đường vất vả nhanh phòng bên trong ngồi nghỉ ngơi một hồi uống chén trà cổ tú vân nhìn xem trương lão bá cùng phía sau hắn trường công trường thuận chào hỏi bọn hắn hướng phòng bên trong ngồi còn tốt còn tốt ta tuy là một cái lão cốt đầu còn không đến mức như thế không được việc, nhị tiểu thư cứ việc yên tâm. Trương lão bá đưa tay vuốt một cái mồ hôi trên đầu, nhưng trong lòng thì thở dài, gần đây thời gian là qua quá an nhàn, trước kia hơn 10 dặm con đường, một hơi đều có thể chạy xuống, lúc này mới truy kia tiểu tử ngốc bao xa a, à, liền thở hồng hộc. Ta để người cho các ngươi thu thập phòng, các ngươi đi xuống trước tẩy tẩy, đổi thân y phục đi, nhìn cái này một thân mồ hôi, sợ là mệt chết đi cổ tú vân nghe được trương lão bá cái này cậy mạnh chỉ là cười nhạt một tiếng gọi một cái gã sai vặt tới mang theo hai người xuống dưới rửa mặt đi tiểu thư ban đêm chuẩn bị kỹ càng là phía trước sảnh ăn vẫn là lúc này thu sương chạy tới mở miệng hỏi liền đi phòng trước dùng đi cổ tú vân nghĩ nghĩ nói như vậy lúc ăn cơm tối cổ tú vân hỏi hai người đoạn đường này còn thuận lợi trương lão bá cười nói nhị tiểu thư đem hết thảy đều cho thu xếp thỏa đáng, liền ở nơi nào đặt chân đều sớm nói xong, chỗ nào có thế không thuận lợi. Cổ Tú Vân nghe vậy cũng cười theo, lập tức lại nghe Trương Lão Bá nói, đúng, quên nói cho ngươi, lần này nha, Lý Thôn Trưởng cũng cùng chúng ta cùng đường đến, tiến thành về sau, chúng ta cùng Lý Trúc Căng sẽ hòa, đi trước mới cửa hàng bên kia, đem đồ vật dở xuống về sau, Lý Thôn Trưởng liền nên rời đi trước, chúng ta vốn định mời hắn đến ngươi nơi này lại không tốt làm chủ ngươi nhìn lý tam thúc đến rồi cổ tú vân sững sờ lập tức nghĩ đến qua một đoạn thời gian nữa liền phải đến cày bừa vụ xuân hắn cũng không liền phải tới lĩnh giống thóc sao đúng vậy a à, hắn cùng ta nói hắn đi phía trước xe ngựa cửa hàng ở những năm qua hàng năm tới hắn đều là ở nơi đó đặt chân trương lão bá nói như vậy Cổ Tú Vân gật gật đầu, đối trường thuận nói, đến mai buổi trưa, ngươi đi tìm một chút thôn trưởng, ta chỗ này viện tử lãnh lãnh thanh thanh, cũng không có người nào khí, hắn nếu là không chê, mấy ngày nay liền mời hắn vào nhà đến ở đi, ở trọ cũng là muốn xài bạc. Ai, tốt, đông gia. Trường Thuận rất là nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Lý Tam Thúc là thanh hà thôn thôn trưởng, cũng là cổ tú vân trưởng bối, càng là cùng cổ gia người cùng đi, cổ tú vân làm mới lên chủ nhà tự nhiên là muốn tận một tận tình địa chủ hữu nghị ban đêm trường thuận từ xe ngựa cửa hàng trở về thời điểm lý tam thúc cũng không có cùng một chỗ tới nói là biết cổ tú vân lần này tới là đến làm chính sự hắn không dễ chịu đến quấy rầy chờ thêm mấy ngày cổ tú vân bên này làm xong hắn lại đi quấy rầy cũng không muộn cổ tú vân thấy thế liền cũng không nói gì nữa còn phẩm cư gầy dựng lửa xém lông mày nàng cũng xác thực không rảnh chiêu đãi hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, cổ tú vân liền đứng dậy, trong nhà nếm qua điểm tâm, thấy thời gian còn quá sớm, liền trong sân đi lòng vòng, coi như giờ chạy. Trong viện hoa, đã trải qua một lần nữa bày ra, hiện tại rất nhiều vẫn chỉ là thân cành, liền một chiếc lá đều không có, lớn như vậy trong viện, cũng có vẻ hơi trống rỗng, cách đó không xa còn có một cái giả sơn hồ, bên trong có nhàn nhạt một tầng nước, còn chưa không có quá gối đóng, bên trong mấy đầu cá chép. Vui sướng bày biện cái đuôi hướng về phía trước bơi lên, được không vui sướng. Bọn hạ nhân trước kia liền lên đem toàn bộ viện tử đều quét dọn sạch sẽ, nhìn xem lại là gần đây thời điểm, tốt hơn không ít, nhưng trên đại thể, tuyệt không có thay đổi gì, cũng chỉ có chờ làm xong cái này trận, khả năng rút ra không đến giày vào viện này. Hôm nay chính là còn phẩm cư gây dựng thời gian, cổ Tú Vân trong lòng nói không khẩn trương vậy khẳng định là giả, có điều, Nàng đối với mình cái này toàn bộ xích vũ quốc đô phần độc nhất tiệm lẩu, vẫn rất có chút mong đợi. Tiểu thư, buổi sáng trời lạnh, cẩn thận đông lạnh. Đông Tuyết từ trong nhà cầm một kiện áo khoác ra tới, choàng tại cổ tú vân đầu vai, ôm nhu thì thầm nói, lúc này nhi tử trời còn sớm, nếu không, chúng ta vẫn là trở về phòng nghỉ một lát đi. Bây giờ đã là cuối đông, sáng sớm sương mù mông lung, trên mặt đất còn có vụn băng còn có thể nhìn thấy từng đợt từ miệng bên trong thở ra đến nhiệt khí. Được. Lúc này bên ngoài cũng xác thực không có gì có thể nhìn, cổ Tú Vân liền trở về nhà tử, cầm quyển sách nhìn lại, nhưng trên thực tế, lại là lần nữa mở ra đào bảo bắt đầu đi dạo. Quả nhiên, mình trong kho hàng, lại nhiều một cái khoảng trắng, không, phải nói là bốn cái, cổ Tú Vân thấy thế, trong lòng cũng không có cao hứng bao nhiêu, ngược lại cảm thấy dị thường hố, một cái cửa hàng, khả năng đổi lấy một cái khoảng trắng xem ra về sau con đường còn phi thường xa xôi a à. hồng nguyệt phái người đến thông báo gầy dựng thời gian là buổi trưa nhưng bởi vì cửa hàng gầy dựng cùng ngày cần chuẩn bị đồ vật không ít cổ tú vân trong lòng lại có chút không yên lòng cho nên giờ tị liền xuất phát hướng còn phẩm cư đi cổ tú vân đến thời điểm hồng nguyệt cùng mạc thành đã sớm ở bên trong hai người chính nhàn nhã ngồi đối diện mà uống ngươi thật đúng là đủ bảo trì bình thản a hại ta thua một trăm lượng bạc cổ tú vân mới vừa vào cửa liền bị hồng nguyệt đổ ập xuống mắng cho một trận cổ tú vân sững sờ sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem trước mặt hai người bọn hắn đây là tại dùng mình đánh cược có chơi có chịu mạc thành khóe môi câu lên nhìn xem hồng nguyệt hồng nguyệt khóe miệng giật một cái nhưng vẫn là từ trong ví mốc một trăm lượng bạc ra tới để lên bàn nhẹ nhàng đẩy lên chủ tử trước mặt. Nàng người chủ nhân này ngày bình thường nghiêm túc thận trọng, cho tới bây giờ đều không cùng bọn hạ nhân đánh cược, hôm nay đúng là xưa nay chưa thấy, liền cùng mình cược lên trước mắt tiểu nha đầu này sẽ tại bao lâu tới, còn như thế chững chạc đàng hoàng hỏi mình muốn bạc, cũng coi là đại cô nương xuất giá đầu một lần. Nàng có phải là hẳn là cảm thấy vinh hạnh? Chương 345, thích liền tốt. Người gặp có phần A, các ngươi bắt ta làm cược, không thể không có một phần của ta đi cổ tú vân thấy thế nhịn không được biểu môi một cái tay nhỏ hướng phía trước một đám giống như cười mà không phải cười nói ngươi muốn ta đều cho ngươi mặt thành nhìn nàng mở ra tay nhỏ liếc mắt lập tức rất là tùy ý liền đem một trăm lượng ngân phiếu đem thả đi lên gần như là thốt ra trong phòng có một nháy mắt tĩnh mịch cổ tú vân cùng hồng nguyệt nghe được hắn lời này cả người đều lạnh ngay tại chỗ Mạc Thành lúc này mới ý thức được mình vừa rồi lời kia đến cỡ nào dễ dàng để người hiểu lầm, mặc dù hắn nói là sự thật. Làm sao? Không dám thu rồi. Mạc Thành nhíu mày nhìn về phía Cổ Tú Vân, dường như vừa rồi lời kia cũng không phải là hắn nói. Cổ Tú Vân bị hắn một câu nói kia bừng tỉnh, thấy Mạc Thành trong thần sắc nhìn không ra cái gì không ổn đến, lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng nói một chút a. À. Ngươi thật đúng là cho A. À. Ta chính là đùa giỡn một chút mà thôi. Cổ Tú Vân vừa rồi chẳng qua là thuận miệng chỉ đùa một chút thôi, há lại sẽ thật muốn hắn cái này một trăm lượng, không khỏi cười nói. Ta cho ra đi đồ vật, còn không có lấy thêm trở về đạo lý, ngươi nếu là không muốn, vậy liền ném đi. Mặt thành đem toàn bộ thân thể hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, thoải mái không diễn tả được hài lòng, có thể nói ra tới, lại làm cho cổ Tú Vân một trận ngạc nhiên cổ tú vân há to miệng đúng là nửa ngày cũng không nói ra lời đến chẳng qua rất nhanh cũng liền thoải mái nghĩ đến người ta tùy tiện vừa ra tay liền dành lại người ta còn tại kinh doanh tửu lâu thuận miệng hạ cái tiền đặt cược chính là một trăm lượng bạc lại nơi nào sẽ đem những cái này lượng bạc để vào mắt đoán chừng trong mắt bọn hắn bạc chẳng qua chỉ là một chuỗi chữ số thôi quả nhiên mặt thành nhún vai một mặt không quan trọng đạo chỉ là một trăm lượng ta còn không xem ở trong mắt. Cổ Tú Vân không khỏi không còn gì để nói, đây chính là người nghèo cùng thổ hào trên lệch A, mặc dù nàng hiện tại cũng có thế coi là người có tiền, thế nhưng là biết kiếm tiền gian khổ, cùng nếm qua không có tiền vị đắng Cổ Tú Vân, nhưng xưa nay đều biết, tiền tuy là vật ngoài thân, nhưng là mặc kệ ở đâu, không có tiền nữa bước khó đi. Nếu như thế, vậy ta liền thay chúng ta thanh hà thôn bọn nhỏ, tạ ơn mạc công tử hảo ý. Cổ Tú Vân cũng không muốn trắng đến hảo ý của người ta, chẳng qua đã người ta cho thấy là ban thưởng cho mình, vậy chỉ thu lấy thôi, dạng này đại địa chủ không gọt, gọt ai vậy? Ồ! Ngươi là muốn đem cái này một trăm lượng bạc, phân cho trong thôn hài tử. Mặt thành lại là lập tức liền tóm lấy cổ Tú Vân lời nói bên trong mấu chốt, mở miệng hỏi. Phân tiền tiền cho bọn hắn làm cái gì, ta là nghĩ đến, chúng ta làng lớn như vậy, có thể học chữ lại không mấy cái. Ta nghĩ đến dùng những bạc này, cho bọn nhỏ mời cái vỡ lòng tiên sinh, không nói khảo công tên làm rạng rỡ tổ tông, có thể biết phải mấy chữ, đi ra ngoài bên ngoài có thế biết đường, không đến mức bị người lừa gạt là được. Trải qua hệ thống hiện đại hóa giáo dục của Tú Vân, rất đồng ý một câu, sách đến lúc dùng mới thấy ít, sự tình không phải trải qua không biết khó khăn. Mặc kệ là niên đại nào người, mặc kệ là nam hài nữ hài, có thể đọc sách biết mấy chữ, là rất có cần thiết đều nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, thôn các ngươi bên trong người, cũng không biết đời trước là tích cái gì đức, vậy mà có thế gặp được ngươi như thế cái Bồ Tát sống, mọi chuyện nhi đều nghĩ bọn họ. Hồng Nguyệt cùng Mạc Thành nghe vậy liếc nhau một cái, Hồng Nguyệt nửa đùa nửa thật nói. Không, Hồng gì lời này coi như nói sai, là ta đời trước tích cái gì đức, có thể cùng bọn hắn làm hàng xóm. Cổ Tú Vân lại là cười lắc đầu nói. Hồng Nguyệt chỉ coi nàng là nói đùa, tuyệt không đem lời này để ở trong lòng. Thế nhưng là cổ Tú Vân lại biết, đây là mình chân thật nhất tâm lời nói. Có thế tại cái này dị thế sống lại một lần, cổ Tú Vân trong lòng tràn đầy cảm ơn, nàng cảm thấy, chỉ là ông trời cho nàng khen thưởng, nàng có thể làm, chính là tại phạm vi năng lực của mình bên trong, trợ giúp bên người càng nhiều người, dù chỉ là làm một chút không đáng nói đến chuyện nhỏ. Còn phẩm cư gầy dựng canh giờ, chọn tại buổi trưa, cũng là hồng nguyệt cùng mạc thành trên thiết mời viết mở yến thời gian kỳ thật nguyên bản cửa hàng gầy dựng làm đông gia bọn hắn vốn không cần có mặt giao cho trưởng quỹ cùng bọn sai vặt chăm sóc cũng liền đi có điều bởi vì lần này hồng nguyệt bọn hắn mời đều là toàn bộ vĩnh yên trong huyện nhân vật có mặt mũi vì cái gì chính là bằng nhanh nhất tốc độ mở ra vĩnh yên thị trường đem còn phẩm cư danh khí cho đánh đi ra cho nên lần này ba người bọn họ liền đều tới chỉ có điều ra ngoài chiêu đãi khách nhân chỉ có hồng nguyệt một người mặc kệ là mạc thành vẫn là cổ tú vân đều chỉ là tại hậu viện ở lại dựa theo hồng nguyệt có ý tứ là liền vĩnh yên huyện mấy cái này hào môn quý tộc thương hộ chi tử còn không có cái kia phân lượng đủ để cho ba người chúng ta đông gia cùng nhau xuất mã cổ tú vân không khỏi bật cười tại hồng nguyệt xem ra những cái này cũng không đủ phân lượng người đối cổ gia đến nói, bình thường chính là nghĩ kết giao, đó cũng là không có cơ hội, cái này, chính là hai nhà nội tình trên lệch. Có điều, đã Hồng Nguyệt đều nói như vậy, nàng tự nhiên cũng là mừng rỡ thanh nhàn, huống chi, cái này cửa hàng vốn là mình cùng các nàng hùng vốn mở, trên hợp đồng cũng nói rất rõ ràng, trên phương diện làm ăn sự tình, trừ khoảng bên ngoài, chính mình cũng sẽ không đi nhúng tay. Đương nhiên, tại ký hợp đồng thời điểm, Cổ Tú Vân vẫn là muốn cầu đem nhường ra mình một điểm chia hoa hồng, thế là, bây giờ cổ Tú Vân chiếm ít lợi bốn phía, mà đổi thành bên ngoài hai nhà, thì là đều chiếm ba thành, cái này tại cổ Tú Vân xem ra, đó cũng là chiếm tiện nghi, dù sao, mình ra, chỉ có một phần phối phương. Nghe Hồng Nguyệt nói, tại đánh cờ của ngươi không sai, muốn hay không đến một ván. Hồng Nguyệt sau khi ra ngoài, mặt thành mở miệng đề nghị. Tốt. Cổ Tú Vân thấy hai bên vô sự, tự nhiên là đáp ứng. Thế là, rất nhanh liền có hạ nhân đưa tới bàn cờ, Cổ Tú Vân tay cầm một viên bạch ngọc quân cờ, chỉ là vào tay sờ một cái, cái này biết hộp này quân cờ, tuyệt đối không phải trước đó ở trên xe ngựa chơi cái chủng loại kia hàng thông thường sắc, không khỏi khen, mà công tử quả nhiên là ra tay bất phàm, cái này quân cờ, là từ ôn ngọc chế tạo A. Trắng nõn chỗ đầu ngón tay, Tiểu xảo quân cờ dưới ánh mặt trời lóe ra ống ánh sáng bóng, trắng nõn trong suốt, không một tia tạp chất. Nhàn rỗi thưởng thức chi vật thôi, nếu là tiểu cổ thích, đại khái có thể cầm đi. Mặt thành lại là tuyệt không đem những cái này để ở trong lòng, cười nhạt một tiếng, một viên hắc tử, chậm rãi rơi vào trên bàn cờ. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, ta vừa đã thu ngươi một trăm lượng bạc, cái này bàn cờ như thế nào đi nữa, cũng là không thể lại muốn. Cổ Tú Vân lại là cười lắc đầu, cầm trong tay bạch tử rơi vào hắc tử bên cạnh. Chút thời gian trước, ta người trong lúc vô tình được chút dị vực hiếm lạ hạt giống, ta gặp ngươi đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy rất hứng thú, quay đầu, ta để người cho ngươi đưa đến phủ thượng. Mạc Thành cũng không tiếp tục đề tài mới vừa rồi, mà là mở miệng nói ra. Ồ, vậy ta coi như không khách khí. Cổ Tú Vân nghe vậy con mắt lập tức liền sáng, lập tức cũng không khách khí, cười mặt mày công công. Chương 346, Hoàng Kim Rau Quả Cứ như vậy, tại hai người đánh cờ cùng nói chuyện phím bên trong, còn phẩm cư gầy dựng sau bữa thứ nhất yến hội, ngay tại cái này không có chút trung động nào phía dưới, đi qua. Ở giữa hồng miệt tại kính qua rượu về sau, liền trở lại phòng, yên lặng quan sát thế cuộc, chỉ lưu trưởng quỷ bên ngoài chào hỏi, thẳng đến những khách nhân chuẩn bị tán thời điểm, mới ra ngoài tiễn khách các ngươi đoán xem nhìn chúng ta hôm nay tiếp bao nhiêu cái đặt trước bàn hồng nguyệt đưa xong khách nhân trở về liền một mặt cười nhẹ nhàng hỏi phòng bên trong hai người xem xét ngươi cái này thần sắc liền biết hôm nay một trận này tiếng vọng không sai mạc thành không ngẩng đầu liền mở miệng nói ra ngược lại là cổ tú vân nhìn hồng nguyệt không biết là bởi vì hưng phấn vẫn là bởi vì uống rượu nguyên nhân mà có vẻ hơi ửng đỏ mặt cười nói hồng gì Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, này chúng ta chỗ nào có thế đoán được A, à? ngươi liền trực tiếp nói cho chúng ta biết A. À. Hồng Nguyệt bó lấy sau tay tóc mai, cầm ghế, trực tiếp ngồi tại hai người bên cạnh thân, lần này chúng ta còn phẩm cư tiếng vọng 10 phần nhiệt liệt, nồi lẩu phương pháp ăn mặc dù đơn giản, cũng dễ dàng phỏng chế, thế nhưng là chúng ta một bộ phận nồi lẩu đồ chấm, lại là toàn bộ xích vũ quốc đầu một phần, phương pháp ăn đã mới mẻ lại mỹ vị lại thêm chúng ta mới mẻ rau quả, tại bây giờ trên thị trường, kia là có tiền cũng mua không được hoàng kim đồ ăn. Hồng Nguyệt nói, cầm nha hoàng đưa lên trà khẽ hớp một hơi, lúc này mới tiếp tục nói, cho nên a à, bữa cơm này xuống tới, chúng ta còn phẩm cư liền tiếp vào không hạ 10 bút đơn đặt hàng, đều định thời gian, để nhất định phải cho lưu đủ đủ rau quả, nói muốn dẫn bằng hữu hoặc người trong nhà đến nếm thức ăn tươi chút đấy. Hồng Nguyệt nói đến đây, nhìn không được chẹp chẹp miệng, ta hiện tại cũng có chút hối hận. Lúc trước tiệm chúng ta bên trong gói phục vụ giá cả định quá thấp nữa nha, liền vẹn vẹn là những cái kia rau quả, liền không chỉ cái giá này. Cổ tú vân nghe vậy cũng là hớn hở ra mặt, có hồng nguyệt câu nói này, nàng một trái tim xem như cất vào trong bụng. Cái giá tiền này, tại vĩnh yên huyện dù tính không được quá cao, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Cổ Tú Vân cười cầm trong tay quân cờ ném vào trong hộp, không chơi không chơi, thật chán, một cái buổi trưa, một ván đều thắng không được. Còn phẩm cư nồi lẩu giá cả, là ba người trải qua sau khi thương nghị quyết định, dựa theo mấy người ý nghĩ, còn phẩm cư vốn là ở vào Vĩnh Yên huyện khu vực phồn hoa nhất, đến bên này tiêu phí, không có chỗ nào mà không phải là có tiền có thế, dù chỉ là một cái thức ăn chay, thu cái mấy chục văn trên trăm văn, đều không đáng kể chỉ cần đồ vật ăn ngon, liền không sợ không người đến. Huống chi, bọn hắn đối còn phẩm cư định vị, chính là cấp cao thị trường, giá cả tự nhiên là sẽ không thấp. Nồi lẩu là kiếp trước phi thường nổi danh một loại phương pháp ăn, phố lớn ngõ nhỏ ở khắp mọi nơi, chủ yếu đặc sắc chính là đơn giản, thuận tiện, mau lẹ, mỹ vị. Tại rét lạnh vào đông, có thể ăn được một hơi nóng hổi nồi lẩu, vậy nhưng thật sự là một kiện cực hạn hưởng thụ chí ít tại cổ Tú Vân trong lòng, là nghĩ như vậy. Mà cổ Tú Vân cũng đem kiếp trước tiệm lẩu nhất quán kinh doanh lý niệm quán triệt cái triệt để, đáy nồi đồ chấm miễn phí, nhưng là cần bỏng đồ ăn, kia cũng là muốn từng loại tính tiền, thịt, viên thịt, rau quả chờ một chút đều có định vị của mình, mà bởi vì lúc này rau quả tính đặc thù, định giá cả lại là so giá thịt còn muốn mắc hơn 3 phần. Thật có thể nói là là giá trên trời hoàng kim đồ ăn, chí ít đổi cổ Tú Vân, là không nỡ mua để ăn. Mỗi một dạng xuyến món ăn giá cả, đều rõ ràng viết tại menu phía trên, trừ còn phẩm cư cung cấp đáy nồi cùng đồ chấm, tất cả món ăn, đều có thể căn cứ khách nhân ưa thích của mình đến phối hợp dùng ăn, để những cái kia thờ phụng quân tử tránh xa nhà bếp người, cũng có thể cảm thụ một cái. Tự mình làm mỹ vị món ngon khoái cảm cùng cái này như bị phỏng đồ ăn quá trình hưởng thụ. Dựa theo nhỏ nhất tỷ lệ, hai người ăn một bữa nồi lẩu, từ ắt không thể thiếu thịt dê phiến, đến các loại xuyến đồ ăn, ít nhất cũng phải thu được 10 cái 8 cái A. Một phần thịt dê phiến theo nửa cân tính, giá cả định tại 50 văn, viên thịt giá cả tại 40 văn, một phần cũng liền 10 cái đến 15 cái trái phải, lại có là rau quả, bởi vì khi thì dị, tại dạng này không người kế tục thời điểm, mới mẻ rau quả liền lộ ra càng hiếm thấy, dựa theo Hồng Nguyệt đến nói, lúc này liền xem như hoàng đế lão nhi cũng chưa chắc có thể ăn được dạng này tươi mới rau quả rau quả giá cả tự nhiên cũng liền nước lên sáng tạo cao đợi đến rau quả chính thức đưa ra thị trường thời điểm giá cả tự nhiên cũng liền đi theo xuống tới cho nên bọn hắn cũng tương ứng chuẩn bị hai phần menu ở nơi này thời gian này loại tình huống đặc thù này dưới dừng lại nồi lẩu ăn đến tối thiểu cũng phải hơn ngàn văn thậm chí một hai lượng bạc cũng là chẳng có gì lạ mà lại, theo một bàn đến ăn lẩu nhân số, nhu cầu lượng tự nhiên cũng liền lớn, giá cả kia liền lại càng không cần phải nói. Thế là, dựa theo dạng này phép tính, coi như đấy nồi cùng đồ chấm đều miễn phí, đó cũng là một bút tương đương khả quan số lượng. Hồng Nguyệt trong tay vốn là có tử lâu, đối với phương diện này cần thiết nhân thủ, tự nhiên cũng rất là rõ ràng, cho nên, nàng bên này còn chuyên môn thuê một vị đầu bếp, lại từ tiểu nhị bên trong chọn hai cái đao công không sai người, ở phía sau trù chuyên môn cắt thịt phiến. Dù sao, cũng có khả năng có khách sẽ chuyên môn chọn món ăn, nếu là không có đem ra đánh đầu bếp tọa trấn, cũng không thể nào nói nổi, nơi này không có cái gì chuyên môn dùng để cắt thịt phiến máy móc, hết thảy đều là dựa vào nhân công thao tác, đây đối với cầm đao người đao công, đều là tương đối lớn khảo nghiệm. Thịt dê phiến cắt càng mỏng, xuyến nồi lẩu thời điểm cũng liền càng thuận tiện, cảm giác cũng tương đối độ dày lớn thịt muốn tốt, còn có thế tiết kiệm chi phí, đây chính là một công nhiều việc công việc tốt. Cứ như vậy, còn phẩm cư từ sau trù sư phó, đến chuyên môn cắt thịt dê phiến cùng làm viên thịt người, lại đến phía trước trưởng quỹ cùng nhân viên phục vụ, cộng lại cũng có 10 người, chiến trận này không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, những cái này đều không phải cổ Tú Vân phải quan tâm, nhiệm vụ của nàng, chính là muốn cam đoan còn phẩm cư gần đoạn thời gian rau quả cung cấp, cùng đồ chấm chuẩn bị. Chính như cổ Tú Vân suy nghĩ, hôm nay giữa trưa một trận này, tuy là miễn phí mời người ăn, thế nhưng là đến người nếm qua một trận này sau khi ra ngoài, chính là còn phẩm cư sống quy xê, cho sau này mang tới ít lợi, cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Huống chi, những người này đều là Vĩnh Yên huyện Thượng Lưu Nhân Sĩ, có thể nói, hôm nay còn phẩm cư trận chiến đầu tiên, đánh cho rất là xinh đẹp. Cơm tối thời gian còn chưa tới, còn phẩm cư danh hiệu liền đánh ra ngoài, không nói tại Vĩnh Yên huyện thượng lưu xã hội mọi người đều biết, đó cũng là rất nổi danh, chỉ là nửa ngày công phu, liền có không ít khách nhân, mộ danh mà đến, càng là có buổi trưa ở đây nếm qua dừng lại người, mang theo bằng hữu của mình lại lần nữa đến đây, cho nên, toàn bộ còn phẩm ở giữa cơ hồ là không còn chỗ ngồi. Mà lúc này, làm đông gia một trong cổ tú vân, đã về cổ gia tại Vĩnh Yên thành nơi ở mới, có Hồng Nguyệt tại, nàng còn có cái gì có thế nhọc lòng. Cổ Tú Vân lại là không biết, nàng chân trước mới đi, Hồng Nguyệt cùng Mạc Thành chân sau cũng đi theo rời đi còn phẩm cư. Chương 347, Thanh Quân Chi bên cạnh. Mạc Thành cùng Hồng Nguyệt là ngồi chung một chiếc xe ngựa, trở lại Hồng Nguyệt trong viện, chỉ là hai người sau khi vào cửa, cũng không có đồng hành. Mạc Thành một thân một mình vượt qua mấy cái hành lang, đúng là trực tiếp đi cách nhau một bức tường một cái khác trong viện hồng nguyệt nhìn xem chủ tử bóng lưng dần dần đi xa thẳng đến biến mất tại góc rẽ cũng không còn thấy lúc này mới quay người hướng chỗ ở của mình đi đến không biết qua bao lâu mạc thành tại một chỗ tiểu viện cổng dừng lại rất nhanh liền có người đem cửa từ bên trong mở ra mạc thành nhấc chân đi vào trực tiếp đi hướng thượng phòng đông phòng còn chưa tới cổng liền nghe được bên trong truyền đến nam tử cải lộn thanh âm không được không được, không thể hạ nơi này. Rơi cờ dứt khoát. Rơi cờ dứt khoát. Mạc Thành không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Tôn thiếu gia, lão thái gia cùng nhị lão gia chờ đã lâu, mời. Canh giữ ở cổng chớ tình, vì Mạc Thành mở cửa, Mạc Thành hướng hắn gật gật đầu, cái này đi vào. Chớ tình, là cổ lão gia tử bên người tín nhiệm nhất hộ vệ, đi theo lão gia tử đã có gần 20 năm, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Chớ Tình tại Mạc gia địa vị, cùng Mạc gia nhị lão gia Mạc Lăng là đồng dạng, thậm chí càng cao hơn, hắn nói tới mỗi một câu nói, đại biểu thế nhưng là Mạc gia lão thái gia. Cho nên, Mạc gia từ trên xuống dưới, đối với hắn đều rất là tôn trọng, cho dù là trước kia hỗn bất lận Mạc Ngọc Thành, cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Chớ Tình bốn phía nhìn một chút, xác nhận không có người nghe lén về sau lúc này mới cũng cùng đi theo đi vào nguyên bản ở bên trong đánh cờ mạc lão thái gia hòa nhìn thấy mạc thành tiến đến liền cũng không ngẩng đầu một chút hừ còn biết trở về ta còn tưởng rằng ngươi phải vì một tiểu nha đầu phiến tử chết tại bên ngoài nữa nha mạc thành còn chưa ngồi xuống liền nghe mạc lão gia tử hừ lạnh một tiếng bột một tiếng cầm trong tay quân cờ ném ở trên bàn cờ quân cờ trên bàn cờ chuyển vài vòng lạch cạch một chút rơi trên mặt đất mà trên bàn nguyên bản lập tức liền phải phân ra thắng bại bàn cờ nháy mắt liền bị cái này loạn nhập người cho quấy nhiễu lung tung ngổn ngang thấy không rõ bộ dáng lúc trước mặt thành nhếch miệng ngươi muốn hối hận bàn cờ này cũng không tìm cái ra dáng điểm lý do khụ khụ ta nói ngọc thành a à, ngươi như lại không đến ngươi tổ phụ cái này quân cờ chỉ sợ hạ đến trời tối cũng rơi không được cái này trên bàn cờ mặt lăng đem xe lăng lui về sau lui lời tuy là đối mặt ngọc thành nói nhưng giống như cười mà không phải cười ánh mắt lại là nhìn xem phụ thân của mình người đều nói nâng cờ dứt khoát đại trượng phu thế nhưng là tại phụ thân nơi này là mãi mãi cũng không tồn tại hạ một tay cờ dở không nói còn đặc biệt thích đi lại cùng trên chiến trường cái kia sát phạt quyết đoán nói một không hai đại tướng quân quả thực là tưởng như hai người khụ khụ mặt lão gia tử ho nhẹ hai tiếng lấy che giấu bối rối của mình lập tức mạnh mẽ trừng mạc thành liếc mắt tức giận ở đây ngươi còn mang cái này phá mặt nạ làm cái gì mạc thành lên làm ẩn rồi tổ phụ chẳng lẽ không cảm thấy được ở chỗ này làm mạc thành muốn so làm trấn nam vương thế tử mạc ngọc thành càng thoải mái hơn sao mạc ngọc thành nhún vai cũng không có đem mặt nạ trên mặt đem xuống lúc mới bắt đầu nhất hắn vẫn còn có chút không quen bây giờ thời gian lâu dài trên cơ bản cũng liền thành một loại thói quen Mạc lão thái gia nghe vậy há to miệng, nửa ngày cũng không nói ra lời đến, hắn đương nhiên biết, những năm này mình cháu trai này nhìn như sống tiêu sái hài lòng, nhưng ai lại biết trong lòng của hắn khổ sở. Gần đây, Vĩnh Yên trong thành, lại tới không ít lạ lẫm gương mặt. Mạc thành không có đi quản lão gia tử, tiếp nhận chớ tình đưa tới chén trà, khẽ hớp một hơi, lại nghe nhị thúc mặt lăng không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy. Xem ra những người kia vẫn là chưa từ bỏ ý định a. À. Mạc Thành trào phúng cười một tiếng, đem chén trà thả lại bàn bên trên, cũng không đầu không đuôi trả lời một câu. Hừ. Mạc lão gia tử hừ lạnh một tiếng, lão tử còn chưa có chết đâu, bọn hắn tự nhiên phải thật tốt đi theo. Trong phòng hết thảy mọi người, đều lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Thật lâu, mới nghe Mạc lão thái gia thanh âm vang lên lần nữa, muốn ta nói là người kia gần đây qua quá đắc ý mọi chuyện trôi chảy có chút quên hết tất cả kinh đô bên kia truyền đến tin tức người kia muốn lợi dụng lần này thọ yến triệu chư vị phiên vương cùng thế tử vào kinh thành mạc lăng cũng không trả lời lão thái gia lại lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký lập tức hỏi các ngươi cảm thấy hắn lần này lại là có chủ ý gì còn có thể là ý định gì chẳng qua là nhìn các phiên vương thế lực lớn mạnh sợ hãi nguy hiểm đến vị trí của mình thôi. Theo ta thấy, các phiên vương thế tử chỉ cần vào kinh, 89 phần 10, liền phải bị lưu tại kinh đô làm hạt nhân. Mặt lão gia tử hừ lạnh một tiếng, năm đó, tiên vương nhìn chúng cũng không phải kia ranh con, nếu không phải hắn khóc ròng ròng cầu ta giúp hắn, chỉ bằng hắn, còn không có bản sự kia ngồi lên. Bây giờ, ngược lại là cùng ta tại cái này làm tâm nhãn tử, tính toán ta mạc gia người, thật sự là khiến cho một tay tháo cối giết lừa hảo thủ đoạn. Nếu là ta, trong nhà một con A Miu A Cẩu, cũng sẽ không đưa đến trước mặt hắn đi. Mặt thành nhìn tổ phụ liếc mắt, hiển nhiên đã thành thói quen hắn loại này thô lỗ phương thức nói chuyện, mặt thành đem thân thể hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, lạnh nhạt nói. Tranh con, là phụ thân thường nói, mỗi lần chỉ cần tức giận, chuẩn chỉ vào cái mũi của ngươi mắng to ngươi cái tranh con. Phụ thân nói không sai, trong kinh đã có đại thần đề nghị thánh thượng gọt phiên, nếu là không có vị kia thủ ý, sợ là cũng không ai dám vào lúc này nói ra. Mặt lăng thon dài tay, nhẹ đấm xe lăng tay vịn, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia quyết liệt sát ý, khiến cho đối diện mặt lão thái gia cùng mặt thành đều nhìn sang. Một đám chỉ dài miệng hôi chua văn nhân, suốt ngày suy nghĩ, chính là gọt người khác quyền, xem thường nhất, chính là chúng ta võ tướng, lại không biết, toàn bộ thiên hạ, đều là chúng ta võ tướng đánh ra đến không có chúng ta bọn hắn dùng cái gì hưởng thụ thế gian này thái bình mạc lão gia tử nói lên chuyện này liền giận không chỗ phát tiết nghĩ đến từng có lúc hắn cùng tiên đế vào sinh ra tử phấn chiến chiến trường đánh đâu thắng đó nhưng không ngờ cuối cùng lại bị một cái ranh con ám toán chỉ trách hắn biết người không rõ hoặc là nói là nên thanh lọc một chút bên cạnh hắn những cái này gian nịnh người bằng không mà nói toàn bộ xích vũ cũng có thể tan ở trong tay của hắn. Câu nói sau cùng, mặt lão gia tử tự hồ là đang lẩm bẩm, lại giống là đối bên người hai người nói. Ý của phụ thân là Thanh quân trắc Mặt lăng kinh ngạc nhìn về phía phụ thân, cho dù là khi biết, người kia có khả năng chính là sát hại đại ca chủ sử sau màn, phụ thân cũng không từng nói qua dạng này lời nói. Thanh lọc một chút lại có làm sao, cũng phải cho hắn biết biết, cũng không phải là ngồi lên vị trí kia, liền có thể gối cao không lo. Mạc lão gia tử thở dài, nói như vậy. Mạc thành nghe nói như thế, lại là nhẹ nhàng như mày, tổ phụ vẫn là quá nặng hứa hẹn, đều đến lúc này, lại vẫn nghĩ đến như thế nào giúp người kia bảo vệ xích vũ quốc Giang Sơn. Chương 348, Giết gà dọa kỹ Ta ngược lại là cảm thấy, làm như vậy không có gì không tốt, phiên vương thế lực dần dần lớn mạnh, trái lại chuyện sớm hay muộn, lần này hắn nếu là có thể thành công, nói không chừng thật là có người sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Lăng mở miệng lần nữa, giống như vô tình nói, Lê Dân Bách Tính cũng có thế thiếu thụ chút chiến loạn nổi khổ. Ngươi làm mấy cái này phiên vương đều là ngốc sao. Tại mình đất phong làm mưa làm gió quen, ai sẽ đem con của mình cổ, đưa đến trong tay người khác đi bóp lấy mặt lão gia tử trợn nhìn mình nhị nhi tử liếc mắt tức giận nói bình thường nhìn ngươi cũng không phải cái ngốc làm sao lúc này lại phạm lên ngu đần đến rồi mặt lăng bị phụ thân cái này đổ ập xuống mắng một chập có chút im lặng nhưng không có nói cái gì trong lòng thầm nghĩ lão gia tử gần đây là ăn thuốc súng đi kia phụ thân cảm thấy tiếp xuống người kia sẽ làm thế nào muốn ta nhìn kia tranh con có khả năng nhất làm chính là đến cái giết gà dọa khỉ nếu người nào không nguyện ý đem thế tử đưa đi trong kinh, hắn liền nhổ cỏ nhổ tận gốc. Mạc lão gia tử nghe được nhi tử tra hỏi, lúc này liền lộ ra đắc ý thần sắc, luận đánh cờ ta không bằng ngươi, nhưng là luận quyền mưu, ta nếm qua muối sau ngươi đi qua đường còn nhiều đâu. Phụ thân coi là ai sẽ là con kia gà. Mạc Lăng giống như là không nhìn thấy phụ thân khiêu khích, mở miệng lần nữa hỏi, từ khi phụ thân cầm trong tay thế lực giao ra về sau, hắn thật sự là rảnh đến muốn mốt meo, suốt ngày bên trong trừ tìm người cùng hắn đánh cờ, chính là các loại bắt ai mắng ai. Cái này liền phải xem ai gia thế tử đoản mệnh nhất. Mặt lão gia tử nói đến đây chính là dừng lại, nhịn không được nhìn cháu mình liếc mắt, trong lòng âm thầm cắn răng, lúc trước nếu không phải mình cháu trai mạng lớn, hiện tại nơi nào còn có thế bình yên vô sự ngồi ở trước mặt mình, không, hiện tại không thể nói là bình yên vô sự, hắn bây giờ tại trong mắt của người khác đã là một vò tro cốt. Mặt lăng ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào mặt thành trên mặt, giống như là đang nhìn một con đã đều chết hết chim nhỏ, cảm thấy liền có thể yêu lại tiếc hận. Mạc thành không khỏi không còn gì để nói, nhưng cũng không nói gì thêm, hắn còn có thể nói cái gì. Đúng, tiểu tử ngươi cùng kia cổ gia nha đầu là chuyện gì xảy ra nhi a? À? Mạc lão gia tử giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, ngươi gần đây chính sự không làm, suốt ngày bên trong vây quanh nàng chuyển, chẳng lẽ thật coi trọng người ta đi. Mạc Thành nghe vậy sững sờ, lại không biết nên như thế nào tiếp theo, coi trọng nàng sao. Chính hắn cũng không biết, hắn chính là cảm thấy, đi cùng với nàng thời điểm đặc biệt nhẹ nhõm, thấy được nàng nụ cười trên mặt, đã cảm thấy đặc biệt thoải mái. Mạc lão gia tử nhìn thấy cháu trai bộ dáng này, thân là người từng trải mặt lão gia tử nơi nào còn có thế không rõ là thế nào một chuyện, lập tức lắc đầu, đưa tay tại mặt Thành vỗ vỗ lên bả vai, mở miệng nói ra. Nếu là thật sự coi trọng, không phòng đem người cho thu vào phòng, suốt ngày bên trong vây quanh nàng chuyển tính, liền nhà đều không trở về, xem như chuyện gì xảy ra. Phốt Mạc lão gia tử tiếng nói vừa dứt, mặt Lăng vừa uống vào miệng bên trong trà phù một tiếng, liền phun tới, lập tức liền một trận tan nát cõi lòng ho khang, may mà hắn vừa rồi xem thời cơ phải nhanh, chuyển qua mặt đi, không phải thoáng một cái, sợ là trực tiếp liền phun tại phía trước trên người của hai người. Chuyện này, tổ phụ là nghe ai nói? Mạc Thành kinh ngạc hỏi một câu, nhưng lại cảm thấy mình hỏi như vậy, quả thực có chút ngốc, từ khi phát sinh lần kia ám sát sự kiện về sau, sợ là mình hết thảy hành động, đều tại tổ phụ trong khống chế. Mạc Thành không khỏi một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình tổ phụ, tức giận, ta nói lão đầu, còn nhỏ cô nương mới 12 tuổi. Bây giờ nói những cái này, có phải là cũng quá sớm rồi? 12 tuổi làm sao rồi? Mặt lão gia tử một mặt lơ đễnh, lớn không được đợi nàng cập kê thời điểm tại tiếp hồi phủ, lại nói, một cái 12 tuổi tiểu nha đầu phiến tử, liền có thể đưa ngươi mê hoặc năm mê ba đạo, ngươi thật đúng là tiền đồ. Mặt thành cảm thấy, mình ý đồ cùng tổ phụ nói rõ lý lẽ, chính là cái sai lầm. Ta liền kỳ quái, một cái 12 tuổi nông thôn nha đầu, liền xem như cứu ngươi một mạng có tí khôn vặt cũng không đến nỗi để ngươi như vậy vì nàng nhọc lòng a à. mặc lão gia tử căn bản cũng không cần hắn trả lời liền mình tiếp nhận câu chuyện hiếu kỳ hỏi nàng đến cùng có chỗ gì hơn người có lẽ tại trong mắt của người khác nàng chỉ là cái hương giả nha đầu thế nhưng là trong lòng ta nàng tựa như là một bản mãi mãi cũng đọc qua không hết sách mỗi khi ngươi cảm thấy đối nàng đầy đủ hiểu rõ thời điểm vừa quay đầu liền sẽ phát hiện Ngươi hiểu biết chẳng qua là chính trâu mất sợi lông, dường như. Ngươi mãi mãi cũng nhìn không thấu nàng. Mạc Thành trầm ngâm một chút, cũng không giấu giếm, trực tiếp sảng khoái nói. Cuối cùng, còn nhịn không được thở hắt ra, hơi có chút vào đầu bứt tai cảm giác. Xem ra ngươi thật sự là bệnh không nhẹ, một cái hoàng mau nha đầu, có thế có cái gì nhìn không thấu. Mạc lão gia tử nhịn không được mạnh mẽ hướng mặt Thành phương hướng đá một chân, tức giận, hôm nào, ta nhất định phải đi chiếu cố nha đầu này. Mặt thành rất là nhẹ nhàng linh hoạt liền tránh ra, không có làm nhiều giải thích, chỉ là nói, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta không để yên cho ngươi. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, vì một cái hương giả nha đầu, hắn đây là muốn quân pháp bất vị thân A. Mặt lão gia tử nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, hướng về phía mình nhị nhi tử tố cáo. Mạc Lăng không thèm để ý hai người này thỉnh thoảng cãi lộn, giờ đi chỗ khác chủ đề hỏi. Nghe nói, người kia tiệm lẩu hôm nay gầy dựng rồi. Từng Mạc Thành buồn buồn ừ một tiếng, liền không nói gì thêm. Tiểu tử ngươi thật là tiền đồ a, à, vì như vậy một cái tiệm lẩu, đem Hồng Nguyệt điều tới cầm lái cũng coi như, lại vẫn muốn đích thân xuất mã, biết đến là ngươi làm việc nhi nghiêm túc phụ trách, không biết, còn tưởng rằng ta Trấn Nam Vương phủ bạc đãi ngươi không cho ngươi tiền tiêu đâu, một cái nho nhỏ tử lâu, cũng đáng khi ngươi để ý như vậy. Mặt lão gia tử xem xét cháu trai này tấm đức hạnh, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Tổ phụ sợ là quên, lúc này đã không giống ngày xưa, trấn nam vương phủ tên tuổi, bây giờ, khó dùng. Mạc Thành cười nhạo một tiếng, không chút lưu tình nói. Ngươi! Mạc lão gia tử bị cháu trai một câu, khiến nửa ngày đều nói không ra lời ngươi cho rằng, hiện tại mặt Gia, còn dừng lại tại lúc trước phong quan nhất thời khắc. Mạc Thành bưng lên trên bàn trà, uống một ngụm, lúc này mới lại từ tốn nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi cũng nên nhận rõ thực tế, đừng suốt ngày trấn Nam Vương Phủ trấn Nam Vương Phủ, ngươi bây giờ cũng chẳng qua là cái lão già họm hẹm. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám như thế cùng lão tử nói chuyện, nhìn ta đánh không chết ngươi. Mạc lão gia tử bị Mạc Thành một câu khí không nhẹ, có chút không lựa lời nói tức giận mắng, đưa tay liền phải đi đánh hắn, lại bị Mạc Lăng đưa tay cho giữ chặt. Chương 349, vận khí thôi. Phụ thân, Thành Nhi nói không sai, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta làm việc, vẫn là muốn khiêm tốn một chút tốt. Mạc Lăng có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai ông cháu này, luôn luôn nói không được mấy câu liền bắt đầu tranh cãi, có điều, nên chúng ta mạc gia đồ vật, vẫn là muốn đoạt lại, cũng không thể tiện nghi người bên ngoài. Chỉ bằng hắn kia cái gì tiệm lẩu. Mạc lão gia tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đem ta một cái thật tốt cẩu lâu cho nảy ra đi, tốn sức lóc bốt. liền vì mở một nhà tiệm lẩu, vẫn là cùng người hùng vốn, cũng không sợ người chê cười, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể làm ra cái gì thành tựu tới. Mặc kệ ta làm ra manh mối gì, trái phải ngươi cũng không mất mát gì. Mạc Thành nhún vai, Mạc Thành nói, đứng dậy, cũng không đi quản mạc lão gia tử, đưa tay đẩy lên nhị thuốc xe lăn chuyển cái phương hướng, đi ra ngoài cửa, chỉ để lại một câu, đi thôi, ta để người chuẩn bị nồi lẩu, hôm nay chính chúng ta ở nhà ăn, nếm qua về sau, ngươi phát biểu nửa ngôn luận không muộn. Liền biến mất tại cổng. Ngươi xem một chút tiểu tử thúi này, còn có hay không ta đây tổ phụ để vào mắt rồi. Mạc lão gia tử mặt mày xanh lét, thẳng đến nhi tử cùng cháu trai biến mất tại cửa ra vào mới không cao hứng chỉ vào cổng phương hướng đối chớ tình nói lời tuy như thế thế nhưng là chớ tình từ trong mắt của hắn cảm nhận được cũng chỉ có vui mừng tôn thiếu gia là nhất giống lão thái gia vãn bối bên trong tính tình nhất giống lão thái gia chớ tình khẽ cười một tiếng nói như vậy chớ tình trong lòng rất rõ ràng lão thái gia căn bản cũng không phải là tại sinh tôn thiếu gia khí chỉ có điều giữa hai người giao lưu phương thức có chút vấn đề, có điều, qua nhiều năm như thế, mọi người cũng đều đã quen thuộc hai người loại này, có chuyện chưa từng biết thật tốt nói quen thuộc. Đi thôi, chúng ta cũng đi nếm thử kia cái gọi là nồi lẩu đi. Mạc lão gia tử nói, cũng đứng dậy đi ra ngoài, đi đến một nửa thời điểm, lại đối sau lưng chớ tình nói, an bài một chút, thừa dịp hồi kinh trước đó, đi chiếu cố cái này của gia nhị tiểu thư, ta ngược lại là muốn nhìn, có thể làm cho nàng để ý như vậy tiểu nha đầu là cái dạng gì ghi nhớ đừng để tôn thiếu gia biết lão gia dạng này không tốt lắm đâu chớ tình có chút lo lắng đạo có cái gì không tốt chiếu ta nói làm liền là mặt lão gia tử khẽ hừ một tiếng ta nhìn tiểu tử kia ý tứ sợ là không chỉ là muốn muốn đem nàng thu vào phòng đơn giản như vậy tôn thiếu gia vẫn luôn là rất có chủ kiến bình thường nữ tử căn bản không lọc nổi mắt xanh của hắn nghĩ đến cái này của gia nhị tiểu thư nhất định là có nàng chỗ hơn người chớ tình trầm ngâm một chút rất là nói nghiêm túc con cháu tự có con cháu phúc lão thái gia cũng không cần quá mức nhọc lòng huống chi tôn thiếu gia niên kỷ còn nhỏ bây giờ nói những cái này xác thực không quá phù hợp có cái gì không thích hợp cái nào đại hộ nhân gia công tử thiếu gia ở vào tuổi của hắn không đều là thê thiếp thành đàn liền lệch hắn vẫn là một thân một mình, ta có thế không nóng nảy sao được. Mạc lão gia tử mở trừng hai mắt, tức giận nói. Chớ tình thấy thế, liền không nói gì thêm. Lúc này, cùng bên này cách xa nhau chẳng qua hai con đường cổ gia, chính nhàn nhã tại một chỗ cái đình bên trong ngồi phơi nắng cổ tú vân, liên tục đánh mấy cái hắt xì, đem sau lưng nha đầu đông tuyết gấp không được, tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về phòng đi thôi, bên ngoài trời lạnh, coi chừng bị lạnh tốt a à. Cổ Tú Vân nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, thật hy vọng có thế sớm đi đầu xuân, cái này mùa đông thật đúng là đủ dài dằn dặt. Cổ Tú Vân cái này nói thế nhưng là lời nói thật, chưa từng có cái kia một khắc cảm thấy, vào đông sẽ như vậy dài dằng dặt, rét lạnh. Cũng may, vào đông cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít đối với mình kia tiệm lẩu đến nói, là phi thường không sai. Tại cổ tú vân cảm khái âm thanh bên trong, tiệm lẩu gầy dựng ngày đầu tiên, liền như thế không có chút rung động nào đi qua. Ngày thứ hai, Trương Lão Bá bọn người liền lên đường về Thanh Hà Thôn, Cổ Tú Vân liền dẫn Trương Bình An cùng đi ra đi dạo, tiểu gia hỏa trên đường đi lôi kéo Cổ Tú Vân tay, nhúng nhảy một cái, lộ ra dị thường hưng phấn. Nhưng là, mỗi lần Cổ Tú Vân muốn cho hắn mua đồ thời điểm, hắn lại sẽ rất chân thành lắc đầu cự tuyệt, gia gia nói, không thể tùy tiện để Vân tỷ tỷ tốn kém, Gia Gia mang cho ta tiền, ta muốn mua cái gì, có thể tự mình trả tiền. Tiểu Gia Hỏa ngẩng đầu, dương lên tiền trong tay cái túi, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cùng tỷ tỷ ra tới dạo phố, nơi nào cần An Nhi móc bạc. Cổ Tú Vân nhịn không được đưa tay tại khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên bấm một cái, cười nói. Lần này, Cổ Tú Vân bọn hắn tại trong huyện thành ngốc 5 ngày, thẳng đến đem mới viện tử toàn bộ đều thu thập xong, một lần nữa bố trí một phen, lúc này mới an bài tốt một sân hạ nhân lên đường về thanh hà thôn cổ tú vân cùng hà hiểu sơn thảo luận qua đi cuối cùng quyết định để hà hiểu sơn lưu tại vĩnh yên trong thành về phần tiểu vương thị thì là phải chờ tới lần sau người trong nhà đến thời điểm lại thu xếp nàng cùng theo tới hà hiểu sơn đối với cái này tự nhiên là không có ý kiến muốn hắn nói cũng liền tách ra một hai tháng thời gian mà thôi nơi nào cần phải phiền toái như vậy cũng không phải từ đây liền không quay về. Cổ Tú Vân cười nói, các ngươi bây giờ thế nhưng là tân hôn, ta chỗ nào có ý tốt, để các ngươi vừa chia tay cứ như vậy thời gian dài, trái phải ta viện này trống không cũng là trống không, ngươi cùng chị dâu ở đây ở, còn có thể giúp đỡ nhìn xem viện tử, trên dưới chuẩn bị chuẩn bị, đây chính là một công nhiều việc công việc tốt. Hà Hiểu Sơn có chút xấu hổ gãi đầu một cái, có chút không biết nên nói cái gì, kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng biểu muội làm như thế, chẳng qua là vì an ủi mình mà thôi. Hà Hiểu Sơn đi chuyến này, hắn cũng minh bạch, biểu muội nói tới những cái kia cái bàn, nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao, biểu muội làm như thế, hoàn toàn là ra ngoài diều dắt Hà gia tâm tư. Hà Hiểu Sơn đã từng cùng cổ Tú Vân nói qua chuyện này, cổ Tú Vân lại kiên trì nói cái bàn kia đích thật là có tác dụng lớn, chỉ có điều gây dựng sắp đến, chỉ có thể đem cái bàn sự tình về sau dời một điểm, đến lúc đó là hắn biết. Biểu muội đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là tận chính mình có khả năng, đem biểu muội giao cho sự tình cho làm tốt. Lần này trở về, cùng cổ tú vân đồng hành, trừ thôn trưởng Lý Tam Thúc bên ngoài, còn có Hồng Nguyệt, cùng Trương Bình An. Về phần trương lão bá, sớm tại hai ngày trước liền cùng trường công cùng một chỗ đi đầu trở về. Tú Vân A, lúc trước các ngươi phân gia thời điểm, có thể nói là không có gì cả ta còn thực sự sợ các ngươi chịu chẳng qua cái này vào đông trên đường lý tam thúc nhịn không được cảm thán nói tam thúc ta là thật không nghĩ tới các ngươi cái này ngắn ngủi thời gian một năm vậy mà đem sinh ý làm được vĩnh yên thành thậm chí còn trong thành mua lớn như vậy cái tòa nhà cái này chỉ sợ tại chúng ta kia mười dặm tám thôn cũng là phần độc nhất tam thúc nói đùa ta cũng là vận khí tốt thôi lại có quý nhân giúp đỡ không phải chỉ bằng chính ta, nơi nào có bản lãnh này." Cổ Tú Vân ngượng ngùng sờ sờ mũi, nhìn Hồng Nguyệt liếc mắt, cười nói: "Chương 350, lòng người không đủ. Ngươi từ nhỏ chính là cái thông minh, bây giờ trong nhà phát tài rồi, cũng không quên người trong thôn, Tam Thúc vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Lý Tam Thúc lời lẽ khuyên nhủ nói, những năm này, Thanh Hà thôn bên trong phát nhà, không chỉ Cổ Tú Vân cái này một nhà, thế nhưng là cũng không có người nào nguyện ý đem mình vất vả kiếm được tiền bạc không duyên cớ cho người bên ngoài chớ nói chi là bên trên thiên lưỡng bạc cho người trong thôn sửa đường đào hồ nước cổ tú vân cười cười không nói gì nữa đúng tú vân a lần này ta đến trong huyện thành trừ lĩnh phía trên phát xuống đến giống thóc bên ngoài mặt khác còn cần ngươi lần trước cho tiền bạc vì trong làng nhiều mua một chút giống thóc dù sao cấp trên phát xuống đến giống thóc có hạn phân đến các nhà trong tay, cũng liền một hai mẫu đất. Ngươi không trách tam thúc ta tự tác chủ trương A. Lý tam thúc nói, đúng là đưa tay từ trong ngực lấy ra một tờ biên lai ra tới, đưa cho cổ tú vân, đây là ta mua giống thóc biên lai, tam thúc biết ngươi là biết chữ, ngươi xem một chút. Không cần, tam thúc, tiền này đã giao đến trong tay ngươi, tự nhiên là tùy ý ngươi đến chi phối, không nắm quyền sự tình đều nói với ta, tam thúc một lòng vì tên thôn làm việc, ta lại có cái gì không yên lòng. Cổ Tú Vân cũng không có đón hắn trong tay biên lai, like, ngược lại vừa cười vừa nói, ngược lại là ta chỗ này có chuyện, muốn cùng ngài thương nghị một chút, xin ngài giúp lấy cầm cái chủ ý. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm đến, xác định vững chắc sẽ không chối từ. Lý Tam Thúc nghe nói như thế, trong lòng tràn đầy cảm động, lại nghe nàng có chuyện gì cùng mình thảo luận, lúc này liền chính thần sắc, nghiêm túc nói. Là như vậy, Hôm kia Hồng Dì cùng công tử nhà họ Mạc đánh cược, thua hắn 100 lượng bạc, Mạc công tử liền thuận tay đem cái này bạc giao cho ta xử lý. Ta liền nghĩ, nhìn có thể hay không tại chúng ta trong làng mở thôn học, mời cái tư thục tiên sinh tới, chuyên môn vì chúng ta thôn bọn nhỏ, vỡ lòng giảng bài. Cổ Tú Vân thấy thế, liền đem trong lòng mình đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra. Về phần tư thục về sau cần thiết kinh phí, đều để ta tới gánh chịu, xem như ta cùng mạc công tử cùng hồng dì ba người cho chúng ta người trong thôn làm từ thiện tam thúc cảm thấy cử động lần này có thể thực hiện mở thôn học mời tiên sinh không chỉ là lý tam thúc giật mình liền hồng nguyệt cùng trương bình an cũng đều nhìn lại ta là nghĩ như vậy chúng ta trong thôn hài tử đều là thông minh cũng người rất hiếu học chỉ là khổ vì trong nhà không có điều kiện kia học chữ cổ tú vân trầm ngâm một chút lúc này mới lại nói tiếp ta ngoại lão từng cùng chúng ta nói qua mặc kệ trong nhà là nam qua vẫn là nữ qua nhận biết mấy chữ luôn luôn không hỏng chỗ ta không nói cái khác chính là ra cửa cốt xấu cũng có thế nhận biết cái biển báo giao thông cùng người giao tế thời điểm cũng không đến nỗi bị lừa cái này đích xác là người nhà họ hà nói chẳng qua lại không phải hà lão hán mà là hà trương thị kiên trì nói thật ra cổ tú vân rất cảm tạ bên ngoài sửa phần này kiên trì nếu không phải nàng kiên trì để hà gia hài tử mặc kệ nam nữ đều muốn học chữ mình còn phải tìm cho mình một cái sẽ biết chữ lý do đây chính là thiên đại công việc tốt a à, làm khó ngươi mọi chuyện vì chúng ta trong làng suy nghĩ tam thúc ta ở đây thay trong thôn bọn nhỏ cảm ơn ngươi lý tam thúc nói liền đứng dậy muốn cho cổ tú vân hành lễ lại bị cổ tú vân ngăn cản cái này lễ từ đầu đến cuối không có thi xuống dưới lại là rất kiên định lắc đầu nói có điều, ngươi cho chúng ta người trong thôn trả giá, đã đủ nhiều, còn lại tiêu xài, như thế nào đi nữa, cũng không thể để ngươi lại mặt khác ra bạc, trước ngươi cho chúng ta những tiền bạc kia, bây giờ còn thừa lại không ít, liền từ nơi này đầu ra đi, ta và ngươi hàng đại bá cũng đang suy nghĩ, còn lại những bạc này muốn thế nào hoa? Mới có thể sử dụng đến thực chỗ, tài năng không phụ lòng ngươi một phen tâm ý. Lý Tam thúc ngữ khí rất là thành thẩn giờ phút này nghe ngươi kiểu nói này ta ngược lại là có loại đột nhiên thông suốt cảm giác ta cái này cao tuổi rồi lại vẫn không có ngươi nghĩ thấu triệt lý tam thúc nói đến đây trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi hắn làm thôn trưởng nhiều năm như vậy cũng là toàn tâm toàn ý muốn vì trong thôn người làm chút hiện thực thế nhưng là vừa đến thực lực mình có hạn thứ hai hắn biết rõ cứu cấp không cứu nghèo đạo lý trong thôn nhiều người mấy là nơi khác đến đây định cư cùng cái khác trong làng lại không giống lòng người cũng không có loại kia nhất tộc một thôn làng đủ hắn muốn có sở tác vì khó càng thêm khó nhưng lúc này thanh hà thôn lại là mười mấy năm qua lòng người nhất đủ nhất tụ lại một lần bởi vì gần như đã có hơn phân nửa tên thôn trong nhà đều có một người hoặc hai người tại cổ gia làm công việc cầm tiền công cho nên trong thôn đại đa số người ta vẫn là hy vọng cổ gia sinh ý có thể vượt làm càng lớn chỉ có dạng này bọn hắn khả năng một mực đang cổ gia làm công việc, thực sự là không có so đây càng tốt. Chỉ cần tam thúc không cảm thấy, ta là xem vào việc của người khác nhi thuận tiện. Cổ Tú Vân cũng không có nghĩ đến đơn giản như vậy liền thuyết phục thôn trưởng, lập tức cũng thở dài một hơi, chẳng qua ngẫm lại cũng liền thoải mái, thôn trưởng vốn là đọc qua mấy năm sách, lại thường xuyên bên ngoài đi lại, mắt thấy tự nhiên cũng so phổ thông bách tính muốn khoáng đạt một chút, tự nhiên biết học chữ tầm quan trọng làm sao lại thế, quay đầu ta liền cùng Lý Chính đi thảo luận chuyện này, chỉ cần chuyện này hoàn thành, vậy chúng ta trong làng, nhưng chính là toàn bộ xích vũ quốc cái thứ nhất, toàn thôn hài tử đều có thể học chữ làng. Lý Tam Thúc càng nói càng là hưng phấn, cái này hắn thấy, thế nhưng là một kiện phi thường khó lường đại sự. Ở thời đại này, muốn cung cấp nuôi dưỡng ra một cái người đọc sách cũng không dễ dàng, bằng không, lúc trước cổ gia, cũng không đến nổi bởi vì một cái cổ đại ý, liền để cổ gia thời gian qua thành cái dạng kia. Cổ Tú Vân thấy thế, cũng rất là cao hứng, nàng có thể làm, cũng chỉ có những cái này, cơ hội đi học nàng cho, nhưng là trong thôn bọn nhỏ có thể hay không đi đọc sách, có thời gian hay không đi đọc sách, vẫn là phải xem tên thôn nhóm nghĩ như thế nào. Tú Vân a, ngươi có cái này vì dân suy nghĩ ý nghĩ, ta thật cao hứng, có điều, hồng gì có câu nói muốn nhắc nhở ngươi. Lúc này vẫn không có lên tiếng hồng nguyệt mở miệng nói ra lòng người luôn luôn khó khăn nhất đánh giá nhất không dễ dàng thỏa mãn nếu như ngươi muốn làm một cái vì dân xưng đạo người tốt liền phải một mực làm tiếp nhưng thường thường ở thời điểm này ngươi trả giá liền sẽ bị người cho rằng đều là hẳn là hồng nguyệt lúc nói lời này cũng không có tị húy lý thôn trưởng hoặc là có thể nói là tận lực nói cho hắn nghe ta muốn nói là người khác giúp ngươi là tình cảm không giúp ngươi là bổn phận ngươi có nghĩ tới không như vạn nhất có cái kia một ngày ngươi làm một chuyện xấu không phải nói ngươi làm một kiện theo ý của ngươi chẳng qua là bổn phận sự tình thường thường những cái kia nhận qua ngươi ân huệ người chẳng những sẽ không lý giải sẽ còn cảm thấy ngươi làm như vậy chính là không đúng chính là tự tư thậm chí còn có thể toàn bộ phủ định trước ngươi làm hết thảy cảm thấy ngươi bình thường đối mọi người tốt chẳng qua là diễn kịch thôi hồng nguyệt nói đến đây không khỏi trào phúng cười một tiếng, hỏi lần nữa, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Chương 351, như thế buộc. Cổ Tú Vân nghe nói như thế, rất rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức yên lặng, bởi vì Cổ Tú Vân so với ai khác đều rõ ràng, Hồng Dì nói, không phải không có lý. Thế giới sự tình thường thường đều là dạng này bất đắc dĩ, nếu như ngươi cho tới nay đều là người tốt, là cái nhà từ thiện, như vậy, ngươi đời này cũng chỉ có thể đem cái này một phần tốt tiếp tục nếu là ngày nào ngươi đình chỉ đối người kia tốt hoặc là cho ít hiểu ngươi cảm thấy ngươi làm như thế là bổn phận không hiểu ngược lại sẽ ra tới chỉ trích ngươi vì sao không còn đối với hắn tốt như vậy nhưng nếu như ngươi vẫn luôn là người xấu nhưng ngày nào đó lại là một chuyện tốt mọi người đều sẽ nói kỳ thật cái này người cũng rất tốt chỉ là trước kia không nhìn ra mà thôi đây chính là điển hình Thăng mê an đấu gạo thù. Hồng gì, ngươi nói, ta đều hiểu. Sau một hồi lâu, cổ tú vân mới hít sâu một hơi, đối hồng nguyệt nói. Nhà ta tình huống, các ngươi đều rất rõ ràng, lão thiên chiếu cố, mới khiến cho ta khởi tử hoàng sinh, mặc dù về sau cha bởi vì ngoài ý muốn qua đời, mẫu thân cũng ngơ ngơ ngắt ngắt một hồi, cũng may, cuối cùng đều biến nguy thành an, sinh hạ hai cái đáng yêu đệ đệ muội muội bắt đầu từ lúc đó, ta liền phát thệ, mình đời này. Nhất định phải làm nhiều công việc tốt, vì người trong nhà người sống cầu phúc, vì chết đi cha cầu phúc. Cổ Tú Vân nói, lần nữa nhìn về phía Hồng Nguyệt cùng thôn trưởng, người khác nghĩ như thế nào, ta không biết, ta chỉ là muốn dùng ta có hạn năng lực, vì người bên cạnh làm những gì, nếu là có thể bởi vậy mang theo bọn hắn thoát bần trí phú, nghĩ đến cha trên trời có linh thiên, cũng có thế tha thứ ta lúc đầu tự tác chủ trương. Thoát ly cổ gia ngươi hoàn toàn không tất yếu vì chuyện này nhi có cái gì trong lòng gánh vác cha ngươi ở trên trời thấy rõ ràng mẹ con các ngươi là hắn yêu nhất người trời đi cổ gia cũng liền tương đương với thoát ly bể khổ ngươi xem một chút các ngươi hiện tại thời gian thế nhưng là so trước kia tốt qua nhiều lắm tin tưởng bất kể là ai cũng sẽ không trách các ngươi hồng nguyệt đưa tay nắm ở cổ tú vân bả vai an ủi đến đúng vậy a à, tú vân lúc trước các ngươi phân tộc ra tới ta là sợ các ngươi cô nhi quả mẫu không có cách nào sinh hoạt, bây giờ xem lại các ngươi thời gian vượt qua càng náo nhiệt, ta cái này trong lòng cũng cho các ngươi cảm thấy cao hứng. Lý Tam Thúc lúc này cũng mở miệng khuyên nhủ, các ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng không dễ dàng, ngươi đối thanh hà thôn thôn dân kính dân, mọi người chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, ngươi yên tâm, có ta và ngươi hàng đại bá tại, vô luận như thế nào, cũng không thể để chúng ta thôn, xuất hiện loại kia không biết cốt xấu bạch nhãn lan cổ tú vân chỉ coi lý tam thúc là đang an ủi mình tuyệt không đem lời này để ở trong lòng thật sự có bạch nhãn lan cái kia cũng không phải thôn trưởng có thể ngăn cản để cổ tú vân giật mình là lý tam thúc làm việc hiệu suất thật là phi thường không tệ trở lại thanh hà thôn về sau thừa dịp đem các thôn dân tụ tập cùng một chỗ phát giống thóc công phu thôn trưởng phu nhân lặng lẽ cùng mấy cái cùng một chỗ tán gẫu phụ nhân nói lên cổ gia muốn trợ giúp trong thôn lo liệu thôn học sự tình. Nói là thôn học lý sẽ mời tiên sinh dạy học, là cái đồng sinh, chủ yếu chính là giáo bọn nhỏ nhận mấy chữ, học một ít tính sổ sách cái gì, mỗi cái hài tử đều có thể đi thử đọc 3 tháng. 3 tháng về sau, nếu là cái này tiên sinh cảm thấy có hài tử học vấn còn không có trở ngại, trong thôn liền lại mời một cái tú tài trở về, giáo cái này một nhóm học sinh cao hơn học vấn nói không chừng đến lúc đó còn có thể kiểm tra khoa cử, nhập hoạn lộ, đây chính là làm rạng rỡ tổ tông công việc tốt. Mà lại, bởi vì là thôn học, cho nên chỉ cần là thanh hà thôn hài tử, buộc tu có thể miễn, chỉ cần trợ giúp cổ gia, trồng lên một mẫu đất liền thành, đem cái này một mẫu đất thu hoạch, xem như là một năm này buộc tu. Gia đình trên núi, cái khác không có, chính là có cầm khí lực, sẽ làm ruộng, một mẫu ruộng đối bọn hắn đến nói còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay nơi nào có không nguyện ý lý tam thẩm lộ ra rất là cao hứng mấy cái này phụ nhân đều không phải ngốc nghe xong thôn trưởng phu nhân lời này trong lòng liền có tính toán nếu là thôn học đó chính là toàn thôn hài tử đều có thể đi vậy mình nhà hài tử tự nhiên cũng liền có thể đi nếu là như vậy đây chính là chuyện tốt to lớn a không nói trước khoa cử không khoa cử riêng là biết chữ điểm này liền có thể hơn người một bậc. Thế là, những cái kia chúng phụ nhân từng cái mang theo mình tiểu tâm tư, cầm giống thóc đi về nhà, tốt về sau cùng mình nam nhân nói chuyện, nhanh đi cổ gia dẫn lên một mẫu đất, để cho mình hài tử cũng có thế đi đọc sách, miễn cho đi trễ, liền bị người lĩnh xong. Cũng có một một số nhỏ người đều cảm thấy, cổ gia là thật sự là có tiền đốt hoảng, trong nhà đều là nữ hoa, còn mời cái tiên sinh dạy học trở về, mà một bộ phận người cũng cảm thấy, cổ gia bây giờ muốn cái gì có cái đó, mấy đứa bé vốn là thông minh hiếu học, mời cái tiên sinh cũng không kỳ quái. Trong lúc nhất thời, trong thôn cái gì cũng nói. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu một bộ phận tâm tư linh hoạt thôn dân, sách trong nhà gà mái mới hạ trứng gà, đi cổ gia tìm hà thị tán gẫu đi. Cổ gia từ trước đến nay thiện chí giúp người, từ khi phát nhà về sau, cũng không ít giúp đỡ trong thôn, nói không chừng thật đúng là có thế thành đâu cũng nên thử một lần mới biết được có được hay không hà thị cũng không biết muốn làm thôn học sự tình để người đem nhị tiểu thư gọi tới cổ tú vân tới phụ nhân kia hơi có chút ngượng ngùng hỏi tiên sinh dạy học sự tình cổ tú vân sửng sốt một chút liền lấy lại tinh thần gật đầu nói là có quyết định này tú vân a thiếm hôm nay đến đâu là có cái yêu cầu quá đáng ngươi nhìn có thể hay không để nhà ta tam trụ tử đến lúc đó cũng cùng ngươi nhà tiên sinh phía sau nhận mấy chữ học cái viết tính cái gì tương lai ra ngoài nói không chừng còn có thể làm cái nhân viên thu chi cái gì tổng không đến mức cả một đời cùng hắn cha đồng dạng làm lao công cái này hiển nhiên là không có vấn đề cổ tú vân trầm ngâm một chút lập tức liền gật đầu nói đến lúc đó tiên sinh mời đến ngươi để tam trụ tử đến đây đi dương quản sự ngươi mang theo hai vị thím xuống dưới nhớ một chút báo cái tên quay đầu ta trong thôn nếu là còn có người đến cũng cùng nhau thống kê bên trên, đến lúc đó thống nhất phân phối ruộng đồng. Tiên sinh muốn mấy ngày nữa mới đến, đến lúc đó, dựa theo danh sách thông báo mọi người. Theo cổ tú vân cái này buông lỏng miệng, toàn bộ thanh hà thôn liền như là sôi trào, trên cơ bản trong mỗi ngày đều sẽ có như vậy một hai cái, ông thái độ muốn thử một chút đến đây hỏi thăm, chẳng qua về sau, cổ tú vân đều để dương quản sự đi xử lý, mình không tiếp tục ra mặt dương quản sự cũng theo tới hỏi thăm người nói rõ ràng chỉ cần là chúng ta thôn mặc kệ nam qua nữ qua đều có thể đến không trải qua sớm báo danh thống kê nhân số đến lúc đó thống nhất nhập học về phần bọn nhỏ có thể học được cái gì học được bao nhiêu liền phải nhìn chính các ngươi bản lĩnh nhi đương nhiên học tập dùng giấy bút những vật này đều cần ngươi nhóm mình suy nghĩ biện pháp nếu là bây giờ không có vậy liền trên mặt đất hoặc là hạt các bên trên tô tô vẽ vẽ đi dù sao mọi người mục đích, cũng chẳng qua là đi theo nhận mấy chữ, chỉ cần ngươi có thể đem đồ vật học đến tay là được. Chương 352, Hơn hẳn thân nhân Nếu là ngươi trông cậy vào hài tử tương lai khảo công tên, vậy sẽ phải nghiêm túc đối đãi về phần làm sao cái nghiêm túc pháp, liền phải xem chính ngươi, dù sao bên này là sẽ không quản, dù sao, người ta đã xuất tiền làm thông học, mời tiên sinh, giảm bớt buộc tu, lại thế nào khả năng phụ trách các ngươi bút mực giấy nghiêng. Quyết định này cũng là Lý Thôn Trưởng cùng Hàng Lý Chính sau khi thương nghị kết quả. Trước đó, Hồng Nguyệt ở ngay trước mặt hắn, đưa ra vấn đề kia, khiến cho hắn tại làm quyết định trước đó, không thể không thận trọng suy xét, miễn cho công việc tốt không làm cho người ta hoàn thành, ngược lại biến khéo thành vụn liền không tốt. Kỳ thật, ở nơi này, rất nhiều đại hộ nhân gia, cũng đều là lo liệu tộc học, có điều, tộc học Lý Thu, đều chỉ là bản tộc hài tử, liền xem như có người muốn đi cùng nhà bọn hắn hài tử cùng nhau đến trường, đó cũng là muốn giao kết xù buộc tu. Mà Thanh Dương Trấn trước mắt mặc dù có mấy nhà việc công tư thuộc, nhưng là vừa đến cách Thanh Hà thôn xa xôi, thứ hai, hàng năm buộc tu, cùng mua bút mực giấy nghiêng tiền, cũng thực không phải số ít. Bình thường người ta liền cơ bản sinh hoạt đều giải quyết không được, nơi nào còn có thế cung cấp nuôi dưỡng đạt được một cái người đọc sách, liền xem như một nhà lão tiểu bất ăn bất mặt, cũng chưa chắc hài tử liền có thể đi đến hoạn lộ còn không bằng để ở nhà hỗ trợ làm chút việc nhà nông đây mới là trên núi hài tử sinh tồn căn bản dù sao trang giá bả thức bên trong có mấy cái là biết chữ còn không như thường dựa vào cần cù một đôi tay sống được thật tốt ngược lại là những cái kia tay không thể nâng vai không thể chọn thư sinh nếu là thi không đậu tú tài nhập không được hoạn lộ có lại nhiều học vấn lại có thể có làm được cái gì mà cổ gia bởi như vậy cũng liền giải quyết hai cái này vấn đề lớn chỉ cần ra chút khí lực bọn nhỏ trong thôn liền có thể biết chữ còn không cần giao nhiều như vậy buộc tu chuyện tốt như vậy đi chỗ nào tìm đi a à? mà những cái này trải qua bên thứ ba miệng lan truyền ra ngoài liền phải so thôn trưởng tận lực cường điệu liền lộ ra tùy ý nhiều nếu là tin đâu ngươi có thể đi cổ gia hỏi một chút nếu không tin đâu ngươi nghe một chút cũng liền thôi không cần thiết để ở trong lòng người ta cũng không có cầu ngươi đi về phần cổ gia mời lý chính cùng thôn trưởng hỗ trợ mời tiên sinh dạy học cuối cùng tại cổ tú vân cùng thôn trưởng thảo luận dưới cho thu xếp tại cửa thôn lý chính nhà lão viện tử bên trong đương nhiên trước đó viện này đã tìm người một lần nữa tu tập qua bởi vì biết là muốn cho tiên sinh ở những cái kia chuẩn bị để hài tử tới đi học đều rất là tự giác tới hỗ trợ trên cơ bản không tốn mấy cái đồng tiền lớn cũng liền đều giải quyết cũng không biết là ai dẫn đầu nói từ khi thôn học thiết lập đến về sau cổ gia càng là kiếm đủ câu chuyện trong làng gần như một nửa trở lên người đều cảm thấy cổ gia là thật nhân thiện phát nhà cũng chưa quên mình trong thôn sự tình gì cũng có thể nghĩ ra được trong thôn người lại là xuất tiền cho sửa đường lại là dẫn người đào ao cá hiện tại còn hỗ trợ lo liệu thôn học cái này nói lên cổ Tú Vân trong nhà tốt, tự nhiên mà vậy liền có người nghĩ đến những năm gần đây cổ gia đại phòng gặp phải, cổ đại xuyên ở thời điểm, bọn hắn nương mấy cái qua liền không tốt, cổ đại xuyên đi về sau, cuộc sống của các nàng liền càng thêm khổ sở, bây giờ cuối cùng là khổ tận cam lai. Thế là, khó tránh khỏi liền sẽ nói lên lão cổ gia lúc trước làm việc nhi quá không tử tế, lạnh mấy đứa bé tâm, hiện tại sợ là hối hận phát điên, nếu là sớm biết đại phòng dựa vào mấy đứa bé liền có thể phát tài lúc trước bọn hắn nói cái gì cũng không có khả năng đem người cho đuổi ra tộc đây đều là nói sau cổ tú vân về đến nhà về sau để người đem triệu minh cùng triệu ngọc huynh muội hai cái gọi đi qua nói ra sắp xếp của mình hỏi thăm bọn họ ý kiến triệu ngọc ngược lại là không có gì đối với nàng mà nói chỉ cần có đại ca tại ở đâu đều là đồng dạng triệu minh lần này lại có chút do dự nói Y nhân phường bên kia đã đi vào quỷ đạo, ta lúc này bước ra, ngược lại là không có vấn đề, có điều, nếu là đi vĩnh yên, ta đang còn muốn Đông gia nơi này mượn mấy cái có thể dùng nhân thủ, ngài nhìn. Ồ. Ngươi là muốn từ Thanh Dương trấn, dẫn người tới sao? Cổ Tú Vân nhíu mày, mở miệng hỏi. Cái kia. Triệu Minh xoa xoa đôi bàn tay, cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ, vừa mới chuẩn bị giải thích, lại nghe Cổ Tú Vân cười nói ngươi vẫn là nói thẳng ngươi muốn ai cùng ngươi cùng nhau đi đi kỳ thật của tú vân trong lòng cũng rõ ràng một cái quan can tư lệnh đi qua làm chuyện gì bao nhiêu đều có chút không tiện huống chi muốn tại vĩnh yên huyện đứng vững gót chân các nơi quan hệ chuẩn bị cũng là ắt không thể thiếu có cái hợp ý người ở bên người thiết lập sự tình đến cũng có thế thuận ý hơn nhiều ta muốn mang đem lý thiết dẫn đi triệu minh thấy đông gia không giống tức giận bộ dạng liền dứt khoát trực tiếp sảng khoái nói lý thuyết cổ tú vân trầm ngâm một chút lúc này mới nhớ tới dường như y nhân phường là có nhân vật như vậy là một cái rất cơ linh tiểu tử khẩu tài không sai làm việc nhi cũng chịu khó liền gật đầu nói thành cái này ngươi nhìn xem thu xếp liền tốt vĩnh yên bên kia ta đã cùng người môi giới bắt chuyện qua để người cho chú ý đến người có thể dùng được chờ ngươi lần này đi qua hẳn là cũng có thể cho đưa tới vâng tại đông nhà triệu minh nghe xong lời này lập tức liền lộ ra một mặt cười đến trong lòng cũng lớn thở dài một hơi chỉ cần nhân thủ đầy đủ mọi chuyện đều tốt lo liệu quay lại ngươi liền đem bên này sự tình an bài một chút mang theo ngọc nhi cùng đi đi đưa nàng lưu tại nơi này nghĩ đến ngươi cũng không yên lòng cổ tú vân nhìn triệu ngọc liếc mắt vừa cười vừa nói nhị tiểu thư nói đùa muội muội đi theo tiểu thư bên người ta mới là yên tâm nhất triệu minh lại là lắc đầu rất là nói nghiêm túc đúng vậy a à, nhị tiểu thư đợi ta hai huynh muội ân trọng như núi nếu là không có nhị tiểu thư chúng ta có thể hay không chịu qua cái này vào đông còn hai chuyện lại nơi nào sẽ có được hôm nay dạng này ngày tháng bình an càng thêm không có đại ca cái này mở ra hoành đồ cơ hội ta tuy là một giới nữ lưu hạng người nhưng cũng biết không phải là đen trắng Triệu Ngọc lúc này cũng mở miệng nói ra, tích thủy chi ân làm dũng tuyền tương báo, chỉ cần nhị tiểu thư còn tín nhiệm chúng ta huynh muội chúng ta đời này, nguyện vì nhị tiểu thư làm trâu làm ngựa, báo đáp nhị tiểu thư đại ân. Làm trâu làm ngựa cái gì, quá mức nghiêm trọng, ta một mực đều đem các ngươi, xem như là ta tín nhiệm nhất bằng hữu. Không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, có các ngươi ở bên người, ta cũng có thế nhẹ nhõm không ít. Cổ tú vân vội khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Có thể cùng nhị tiểu thư làm bằng hữu, là chúng ta hai huynh muội phúc khí, chỉ cần tiểu thư không chê, chúng ta huynh muội đời này liền cùng định tiểu thư. Nghe được cổ tú vân nói như vậy, triệu gia huynh muội trong lòng khó nén kích động, hai người liếc nhau, cùng nhau quỳ xuống. Triệu Minh huynh muội đi về sau, cổ tú vân sinh hoạt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hướng Vĩnh Yên bên kia đưa đồ ăn, bị chia làm ba đợt, một đợt ba đến bốn người, cách mỗi 3 ngày liền hướng Vĩnh Yên phát một đợt, dạng này vừa vặn một đợt người một tháng chạy lên ba chuyến cũng liền đủ rồi, cũng có thế rất tốt tránh còn phẩm cư rau quả, xuất hiện đoạn hàng tình huống. Chương 353, bận rộn cày bừa vụ xuân. Mà cái này ba nhóm người, đều là từ mạch gia người đang phụ trách, cổ tú vân bên này chỉ cần tại giao hàng trước đó, đem rau quả chứa lên xe liền tốt, cũng là tiết kiệm không ít phiền phức. Một bên khác, trường công nhóm cũng đã đem đằng sau núi hoang đều dùng hàng rào gỗ cho vòng lên, chỉ lưu lại cách cổ gia gần đây một cánh cửa tùy ý xuất nhập. Cổ Tú Vân dự định đầu xuân về sau, tại hàng rào chung quanh trồng lên dây leo tháng này quý, đã mỹ quan lại thực dụng. Mà bây giờ, chính là để người đi mua chút một chút dê trở về, thả trên núi nuôi nhốt, cái này núi hoang diện tích đủ lớn, nuôi tới mấy chục con dê khẳng định là không có vấn đề, mà lại, để bảo đảm phòng ngừa sai sót, Cổ Tú Vân chuẩn bị đem toàn bộ núi hoang phân chia ba khối, bên này cỏ ăn xong, lại phóng tới một cái khác khối trên núi hoang đi. Ba khối bánh xe đất phiên lấy xuống tới, nhìn nuôi độ khó giảm xuống không nói, còn có thể bảo chứng Dương Nhi nhóm một mực có thế có cỏ ăn. Lần trước lúc ra cửa, Cổ Tú Vân liền để ngoại lão bên kia hỗ trợ mua bầy cừu, lần trước mẫu thân mới sinh sản thời điểm, trong nhà dê chính là ngoại lão bên kia đưa tới, hắn thẳng định biết từ nơi đó mua dê mà trong nhà chăn dê công việc này, cổ tú vân giao cho trương lão bá, đồng thời tìm đến thôi lão bá, hỏi hắn sẽ hay không trồng dây leo tháng này quý. Thôi lão bá là cổ tú vân mời đến hỗ trợ trồng củ sen, thế nhưng là từ khi đến cổ gia về sau, trừ tại cổ tú vân bồi dưỡng mạ thời điểm giúp đỡ nhìn một chút bên ngoài, trên cơ bản là chẳng hề làm gì, hắn cái này trong lòng phi thường băn khoăn. Củ sen trồng, cũng còn cần đợi thêm thời tiết ấm áp chút mới được, lúc này nghe xong có chuyện gì muốn hắn làm lập tức không nói hai lời liền đồng ý cũng bảo đảm đi bảo đảm lại mình sẽ loại cổ tú vân thấy này liền yên lòng căn dặn hắn có gì cần cứ việc cùng dương quản sự nói đồng thời bàn giao dương quản sự đợi đến chồng nguyệt quý thời điểm nhất định phải phái mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng người đi hỗ trợ thôi lão bá vội nói tạ liên tục biểu thị nhất định đem sự tình làm tốt cổ tú vân không nói gì thêm ngược lại lại bắt đầu đem tất cả lực chú ý đặt ở trong nhà nhà ấm ương giống cùng lều lớn rau quả phía trên. Mặt thành để người giao cho mình hạt giống bên trong, có mấy loại nơi này cũng không có đồ vật, cái này khiến nàng phi thường hưng phấn. Không nói cái khác, có những cái này, lại thêm chính nàng từ vĩnh yên mua về hạt giống, đầy đủ nàng đem kiếp trước mình thích hoa quả đều cho trà trộn trong đó trồng ra đến. Đi vĩnh yên trước đó trồng xuống hạt giống, mấy ngày nữa cũng liền có thế dời tắm mà lúc này lại vừa vặn có thể đem từ mặt thành nơi đó được đến hạt giống, lại cho thúc mầm ra tới. Đợi đến trước đó cái đám kia dời cắm xuống đi, cái này một nhóm cũng liền có thể đi vào nhà ấm, có thể nói, không có so cái này, càng làm cho cổ tú vân hưng phấn. Bận rộn thời gian, luôn luôn qua rất nhanh, đảo mắt, chính là một tháng trôi qua, xuân cũng giữa bất tri bất giác, lặng yên mà tới, mà cổ tú vân trong nhà lều lớn rau quả, cũng bởi vì còn phẩm cư quan hệ, càng ngày càng ít. Cuối đông đầu mùa xuân mùa, dạng này rau quả, liền lộ ra càng đáng ngưỡng mộ, được hoang nghênh trình độ, vượt qua ngoài dự liệu của mọi người, mắt thấy liền phải cung không đủ cầu. Cổ Tú Vân nhìn xem trang bị mới một xe vừa hái xuống rau quả, cùng mình chuẩn bị đồ chấm, đối tiếng đến đưa đồ ăn mặt gia gia đình nói, ngươi cùng ngô trưởng quỹ nói một tiếng, lại cho ta một đoạn thời gian, nhóm thứ hai rau quả, liền có thể ra tới. Nhị tiểu thư yên tâm, thiếu gia nhà ta sớm đã có chỗ bàn giao, nếu là tiểu thư bên này rau quả cung ứng bộ đi lên, liền để Ngô trưởng quỹ bên kia khống chế chúng ta tiệm lẩu bên trong rau quả lượng tiêu hao, tận lực cho tiểu thư tranh thủ thời gian, chỉ cần bảo đảm một ngày có thế có mấy bàn khách nhân trọng yếu. Ăn vào cái này hoàng kim đồ ăn là được. Gia đình kia nghe vậy lúc này liền vừa cười vừa nói: Cổ Tú Vân nghe vậy có chút sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mạc Thành vậy mà lại như thế cẩn thận, những cái này đều đã vì nàng suy xét đến. Theo lý thuyết, mình trồng 10 cái lều lớn rau quả, số lượng cũng thực không ít, mà mặc kệ là Hồng Nguyệt hay là mình, thậm chí là Mạc Thành, đều biết rõ vật hiếm thì quý đạo lý. Cho nên, lúc trước đem rau quả giá cả định so giá thịt còn cao, cũng là sợ rau quả cung ứng không đủ, bằng không thì cũng sẽ không bị gọi là hoàng kim đồ ăn, nhưng không có nghĩ đến, mình vẫn là đánh giá thấp vĩnh yên huyện đám kia, phú gia công tử thiếu gia năng lực chịu đựng, tử lâu lượng cung ứng, như cũ vượt qua cổ tú vân ngoài ý liệu. Một tháng này xuống tới, cổ tú vân không tiếp tục đi qua tử lâu, thế nhưng là bên kia lại từ hồng nguyệt tự mình đưa tới, tử lâu một tháng này xuất nhập khoản cùng thuộc về nàng kia phần chia hoa hồng, chỉ là bốn thành lợi nhuận, liền trọn vẹn 300 lượng bạc, đủ thấy tiệm lẩu sinh ý chi hỏa bạo mà cổ tú vân nhà nhóm đầu tiên rau quả, một tháng này cũng ít 2 phần 3, trừ bỏ trong nhà mình ăn, cùng cho ngoại lão trong nhà đưa một nhóm nếm thức ăn tươi bên ngoài, còn lại, đều tại trong tửu lâu bán đi. Đương nhiên, cái này một nhóm rau quả mặc dù là cung ứng cho mình tử lâu, thế nhưng là dù sao tửu lâu có ba cái đông gia, cho nên, trải qua thảo luận, cổ tú vân nhà cung cấp nhóm này rau quả, cũng là cần dựa theo tài liệu mua giá cả trả tiền. Bởi vì cái này thời tiết rau quả thực sự khó được, cho nên, rau quả giá cả cũng phi thường khả quan, riêng là một tháng này bán rau quả tiền bạc, liền đã vào tay hơn 100 lượng bạc, lại thêm chia hoa hồng kia 300 lượng, một tháng này liền kiếm 400 lượng bạc. Mặc dù thứ này không bằng bán mỹ phẩm dưỡng da đến kiếm tiền, thế nhưng là tiền này cổ tú vân kiếm trong lòng an tâm, bởi vì những cái này, đều là nàng mang theo người từng chút từng chút trồng ra tới, mà không phải mượn nhờ đào bảo lực lượng kiếm. Nàng không cần lo lắng như thế nào đi cùng người giải thích những chuyện này, cũng không cần sợ hãi bị người phát hiện bí mật của mình. Lúc trước Hồng Nguyệt khi nhìn đến nàng cầm tới cái này hơn 400 lượng bạc thời điểm hưng phấn lực, còn có chút không hiểu hỏi một câu, một tháng này thu nhập cũng không đủ người bán mấy bình tinh hoa dịch, sao lần này đúng là như thế hưng phấn. Cổ Tú Vân trong tay có bao nhiêu gia sản, Hồng Nguyệt trong lòng phi thường rõ ràng, 400 lượng bạc ở trong mắt nàng hẳn là coi như không được cái gì đồng tiền lớn. Ta hưng phấn là bởi vì ta lại tìm đến kiếm tiền mới đường đi nha. Cổ Tú Vân cười mặt mày công công, tùy ý cười ha hả, liền đem sự tình cho dẫn đi. Sau đó thời gian bên trong, Cổ Tú Vân lều lớn rau quả bồi dưỡng vẫn luôn tại tiếp tục, chẳng qua là bây giờ đã có người đặc biệt phụ trách, căn bản liền không cần Cổ Tú Vân tự mình động thủ, nàng chỉ cần ngẫu nhiên thời điểm, đi lều lớn bên kia nhìn xem cũng chính là một bên khác triệu minh mang theo lý thiết đã tại sắp xếp mới cửa hàng trang trí sự tình hà hiểu sơn bên kia cũng đã sớm liên hệ tốt vật liệu gỗ thương nghiệp cung ứng bắt đầu chế tạo nồi lẩu chuyên dụng bàn hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành đại địa hồi xuân vạn vật khôi phục ánh nắng một ngày ấm qua một ngày hàng năm bận rộn nhất cày bừa vụ xuân chính thức tiến đến nhưng thời khắc này của tú vân trong nhà lại là từng ấy năm tới nay như vậy rảnh rỗi nhất vừa rất nhiều chuyện, chỉ cần bàn giao cho hạ nhân đi làm liền tốt, căn bản không cần đến chính các nàng động thủ. Chương 354, Sinh tử chi chiến Đến đây, cũng đúng lúc là cổ Tú Vân xuyên qua tới đây ròng rã thời gian một năm, cổ Tú Vân không khỏi cảm khái, thời gian qua thật nhanh. Lệ Nhi, Vân Nhi, Linh Nhi, mấy ngày nữa, chính là phụ thân các ngươi ngày dỗ, ta để người chuẩn bị một chút đồ vật, đến lúc đó, các ngươi đều đi theo cùng nhau đi đi ngày hôm đó hà thị đem mấy đứa bé đều gọi đến trước mặt ôn nhu nói thời gian qua đi một năm rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa nhưng mà cổ đại xuyên thiếu thốn lại là người một nhà làm sao cũng không thể quên nhớ đặc biệt là hà thị càng đến lúc này trong lòng thì càng thương cảm đại xuyên khổ tâm lao lực cả một đời phút cuối cùng thi thể liền gia môn đều không cho tiếng trực tiếp bị cha của mình cùng huynh đệ ngăn tại cửa thôn. Bây giờ trong nhà thời gian tốt qua, bên người nhưng không có cái kia biết nóng biết lạnh người. Được. Tỷ muội ba cái tự nhiên sẽ không nói cái gì, mấy ngày nữa, liền nên đến thanh minh, khi đó trong thôn người đều muốn đi tổ tông mộ phần tảo mộ, cho mộ phần bên trên gián gián thổ, cho dưới đáy các tổ tiên, hơi chút tiền giấy. Mà chỗ này phép tắt, tảo mộ chuyện như vậy, nữ tử là không để tham gia, thế nhưng là cổ gia tình huống tương đối đặc thù duy nhất nam tử mới nửa tuần tự nhiên là không thể đi cho nên các nàng cũng chỉ có thể là sớm đi tảo mộ tảo mộ dùng tiền giấy là sớm mua tốt lại là cần tự mình động thủ đi chồng đây là một loại ố vàng lại thô ráp lớn giấy gấp thành đồng tiền kiểu dáng lại gấp lại liền có thể có điều bây giờ cổ tú vân trong nhà có tiền liền trực tiếp tại mua lớn giấy địa phương mua tiền giấu trở về tiền giấu một đầu là khối sắt, bên kia chia trong ngoài hai vòng, vòng ngoài là hai mảnh hình cung miếng sắt, bên trong vòng thì là rỗng ruột cột sắt. Dùng thời điểm, chỉ cần đem cột sắt cái này một đầu đặt tại trên giấy, sau đó dùng chùi y gõ bên kia khối sắt, liền có thể trên giấy bên cạnh móc ra từng cái đồng tiền dán vẽ, đã mau lẹ, lại thuận tiện. Đương nhiên, thứ này là cá thể lực sống, cần chút khí lực, cho nên, dương quản sự thu xếp hai cái gã sai vặt tới hỗ trợ mà cổ tú vân các nàng liền bắt đầu chồng viếng mồ mã lúc dùng nguyên bảo thứ này từng nhà lão nhân bọn nhỏ hàng năm đều sẽ chồng cho nên cũng không lạ lẫm rất nhanh liền có thế chồng ra một lớn chồng chất ra tới huống chi trong nhà còn có nhiều như vậy khéo tay bọn nha hoàn tại chỉ có điều trong phiến khắc tiền giấy cùng nguyên bảo liền đều đã xếp xong cổ tú vân bên này đâu vào đấy bận rộn an nhàn tường hòa nhưng mà cách nơi này không hơn trăm bên trong cái nào đó trong núi rừng lúc này lại ngay tại trải qua lấy một trận mạo hiểm vạn phần sinh tử chi chiến. Một thân huyền y áo bào tím đai ngọc nam tử, chính liều mạng hướng phía trước chạy trốn, thân hình có chút lão đảo, hình dung chật vật không chịu nổi, trên thân đã thêm ra thụ thương, máu tươi nhiễm ẩm ướt áo bào, lại rất nhanh bị quần áo hấp thu, nếu không phải y phục bên trên kia rõ ràng bị cắt đứt vết tích, cùng hắn kia vết máu ở khóe miệng. Gần như cũng nhìn không ra. Nam tử sau lưng, còn đi theo ba cái hộ vệ áo đen, chính liều mạng ngăn cản sau lưng bắn tới mũi tên, cùng sau lưng theo đuổi không bỏ một nhóm khác người áo đen. Đột nhiên, một con phá không mà đến mũi tên, vô tình bắn trúng rơi vào phía sau cùng cái kia hộ vệ áo đen hậu tâm, người kia ứng thanh ngã gục. Lập tức, lại là vài tiếng kêu rên, một mũi tên, từ huyền y bên người nam tử một người trên cổ tay sát qua, thế nhưng là người kia rõ ràng không để ý tới mình, mắt thấy lại một mực mũi tên hướng phía chủ tử nhà mình hậu tâm phóng tới, hắn vô ý thức nhào tới trước một cái, đưa tay liền hướng con kia mũi tên bên trên chọc tới. Ý đồ ngăn cản hắn thương hại đến chủ tử của mình. Vì tháo bỏ xuống mũi tên bên trên mang tới lực lượng khổng lồ, hắn bất đắc dĩ hướng phía trước lăn mình một cái, nhưng còn chưa kịp đứng dậy, một cái khác tiễn liền lao vùng vụt tới, trong lòng hắn giật mình, lần nữa hướng phía trước lăn một vòng, hiểm hiểm tránh đi yếu điểm, khi tiễn lại vừa vặn bắn vào hắn tay trái cánh tay. Khi hộ vệ áo đen trong lòng biết lần này sợ là giữ nhiều lành ít, lại như thế chạy xuống đi, thế tử gia người bên cạnh sẽ chết quang, đến lúc đó, ai cũng trốn không thoát. Lá xanh, mang thế tử gia đi. Ta cản bọn họ lại. Người áo đen cắn răng một cái, cũng không còn chạy, quơ trường kiếm trong tay, liền hướng phía đuổi sát phía sau một đạo khác che mặt người áo đen chém tới, nhưng song quyền nang địch tứ thủ huống chi là một đám khí thế hung hăng đằng đằng sát khí thích khách áo đen chỉ là mấy hiệp công phu liền bị người một kiếm đâm xuyên phần bụng phía trước kia được gọi là thế tử gia huyền y nam tử nghe được sau người truyền đến hộ vệ tiếng kêu thảm thiết vô ý thức quay đầu nhìn thấy chính là như vậy một bộ tràng cảnh hàng bá thế tử lập tức lên tiếng kinh hô hướng phía trước chạy chân đều dừng lại thế tử chạy mau. Khi được gọi là hàng thúc nam tử trung niên trong mắt ngậm lấy nước mắt, lo lắng nhìn xem nhà mình thế tử, gặp hắn vậy mà dừng lại bất động, càng là quá sợ hãi, lập tức cũng không lo được phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, cắn răng lần nữa rút kiếm, ngăn trở đám người áo đen kia đường đi. Mắt thấy đám người áo đen kia xông phá sau cùng một đạo phòng tuyến, giết tới đây. Thế tử bên người một tên sau cùng hộ vệ, cũng không lo được cái khác, bắt lấy thế tử cánh tay, liền phải lôi kéo hắn tiếp tục chạy, lại bị thế tử lập tức cho hất ra. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái các ngươi đến? Thế tử da hai mắt đỏ ngào, nhìn chầm chầm chậm rãi hướng mình đi tới người áo đen, hắn biết rõ, hôm nay sợ là tai kiếp khó thoát, mắt thấy phía bên mình người từng cái chết tại trước mắt hắn, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, hắn biết, đám người này là ôm lấy tất giết hắn tâm đến, chỉ sợ lần này, là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Thế nhưng là hắn muốn biết, cái kia nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết người, đến tột cùng là ai? Giết. Trả lời hắn, là một cái là ngắn gọn mà hữu lực một chữ giết, liền nửa chữ nói nhảm đều không có, hoặc là người kia cảm thấy, không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói quá nhiều. Theo người này ra lệnh một tiếng, theo sát mà đến bốn năm cái người áo đen, liền lần nữa hướng phía hai người vị trí súng lại, một trận ác chiến, hết sức căng thẳng. Thế tử gia bên người còn sót lại hộ vệ gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, nhưng lại không thể ném thế tử gia mặc kệ. Cuối cùng, vẫn là làm ra cùng vừa mới chết đi hàng thúc đồng dạng quyết định, thật chặt đem chủ tử nhà mình bảo hộ ở sau lưng, nhỏ giọng đối sau lưng chủ tử nói, thế tử gia, ta đến cản bọn họ lại. Ngươi chạy mau. Khi hộ vệ áo đen nói, cầm trong tay trường kiếm, nằm ngang ở trước người, một mặt thề sống chết hiệu trung hắn gia chủ tử bộ dáng lại tại đám người chưa lấy lại tinh thần thời điểm, trường kiếm trong tay, trở tay liền đâm về nhà mình thế tử phần bụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một mũi tên sát thế tử cánh tay phải, trực tiếp xuất vào kia hộ vệ áo đen lồng ngực, lực lượng mạnh mẽ, càng là mang theo hắn về sau bay ra ngoài, lập tức phịch một tiếng, ném xuống đất, phốc một chút phun ra một hơi đỏ bừng máu tươi. Ai? Dẫn đầu sát thủ áo đen hiển nhiên không nghĩ tới biến cố này, mắt thấy mục tiêu liền phải đắc thủ, hắn cũng không muốn tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Chương 355, trở về từ cõi chết. Khi thế tử hiển nhiên cũng là bị vừa rồi một phen biến cố cho kinh đến, hắn chẳng thể nghĩ tới, bên cạnh mình người, vậy mà lại đối với mình động thủ. Lần này, trả lời đầu lĩnh kia người áo đen, cũng đổi thành ngắn gọn một chữ, giết, lập tức liền nghe su sưu sưu thanh âm không ngừng vang lên, từng cái mạnh mẽ đanh thép tiễn nỏ hướng phía thế tử bên người người áo đen vọt tới nơi nào đến nhát gan bọn chuột nhắc có dám hiện thân gặp mặt dẫn đầu thích khách che mặt trong lòng kinh hãi lấy nhãn lực của hắn vừa nhìn liền biết cái này tiễn không phải bình thường địch ở trong tối ta ở ngoài sáng tình thế đối bọn hắn rất là bất lợi nhưng hắn cũng là thấy qua việc đời nơi nào có thế bị lần này dọa cho phải lùi bước lúc này liền nghiêm nghị quát dương đô thống đã lâu không gặp, thật sự là càng phát ra uy phong lẫm liệt a. À. Một trận giống như cười mà không phải cười, như có như không thanh âm, từ đám người đỉnh đầu cách đó không xa trên một cây đại thụ truyền đến. Toàn thân áo trắng như tuyết nam tử, vuốt vuốt cung tên trong tay, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, nói không nên lời khoan thai hài lòng, phản phất vừa rồi giết người cũng không phải là hắn. Các hạ là người nào? Nếu biết là chúng ta Ngầm Lan các làm việc còn không mau 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 rời đi. Dương Đô Thống con ngươi co rụt lại, mình đã rất cẩn thận, không khỏi che mặt, còn tận lực biến âm thanh, sử dụng, cũng không phải mình đã từng dùng trường thương, lại không nghĩ rằng, lại còn là bị người nhìn thấu thân phận, cái này nói rõ, cái này người đến có chuẩn bị, dứt khoát liền đem sự tình cho làm rõ. Chẳng lẽ là muốn cùng ta ngầm lan cắt là địch sao? Ta nếu biết là ngươi Dương Đô Thống ở đây, còn dám tới này cướp người, ngươi cảm thấy, ta sẽ đem ngươi một cái nho nhỏ ngầm lan cát để vào mắt. Nam tử áo trắng cười nhạo một tiếng, cầm trong tay cung tiễn kéo căng, nhắm ngay dương đô thống ngực, cười nhạt một tiếng, nghe nói, ngầm lan cát chính là xích vũ quốc đỉnh tiêm tổ chức sát thủ, lại không nghĩ rằng, ngầm lan cắt các chủ, vậy mà là ngươi dương đô thống, cái này thật là gọi người ngoài ý muốn. Dương đô thống trên mặt thần sắc trì trệ, hít sâu một hơi, nói, các hạ là làm thế nào biết lại vì sao ngăn cản ta ngầm lan các tài lộ. Dương Đô Thống có biết Nguyệt Thần? Nam tử áo trắng cười nhạt nhíu mày. Ngươi là Nguyệt Thần các người. Dương Đô Thống nhíu mày, Nguyệt Thần các là tận nửa năm mới đột nhiên xuất hiện một sát thủ tổ chức, nhưng là Nguyệt Thần các thực lực, lại là không thể nghi ngờ, chỉ cần là Nguyệt Thần các tiếp xuống sinh ý, liền không có không thành, mà lại, Nguyệt Thần các còn đánh lấy thay trời hành đạo ngụy Trang, cách mỗi một hai tháng, liền sẽ ám sát một quan lại, đồng thời tuôn ra tên này quan lại các hạng chứng cứ phạm tội, khiến cho toàn bộ triều chính trên dưới lòng người bàn hoàng, rất có thảo một giai binh ý tứ. Có không ít đại thần hướng thánh thượng thượng thư, nói muốn triều đình phái binh thanh lý nguyệt thần các, nhưng mà nguyệt thần các luôn luôn xuất quỷ nhập thần, không người biết nó đại bản doanh đến cùng ở nơi nào, đã từng có người muốn dẫn xà xuất động, thế nhưng là đối phương phản phất có một đôi mắt đang nhìn bọn hắn đồng dạng căn bản cũng không bên trên làm, đáng chết người, như cũ sẽ chết, nên lo lắng người, như cũ chỉ có thể lo lắng. Dương Đô Thống làm sao cũng không có nghĩ đến, từ trước đến nay thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyệt thần cát, hôm nay sẽ như vậy quan minh chính đại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xem ra ngươi còn không phải ngốc đến không có thuốc chữa nha. Nam tử áo trắng thanh âm bên trong tràn đầy hí ngược, lập tức chỉ chỉ còn ngây người tại nguyên chỗ không có nhúc nhích tỉnh vương thế tử, chúng ta làm giao dịch như thế nào giao dịch gì dương đô thống cảnh giác nhìn xem hắn ngươi thả tỉnh vương thế tử ta tha cho ngươi một mạng thế nào giao dịch này rất có lời a à. nam tử áo trắng một mặt ta làm sao thiện lương như vậy biểu lộ thấy dương đô thống hận không thể đi lên một kiếm chặt hắn đầu vậy phải xem nhìn là ngươi tiễn nhanh vẫn là chúng ta đau nhanh dương đô thống tiếng nói chưa rơi người liền hướng phía tỉnh vương thế tử vọt tới, mà bên cạnh hắn còn sót lại ba tên che mặt sát thủ, cũng hướng phía nam tử áo trắng phương hướng lao đến, hiển nhiên là muốn tại nhân số bên trên thủ thắng. Nam tử áo trắng hơi nheo mắt lại, trong tay sớm đã mở cung tiễn, về một tiếng hướng phía dương đô thống vọt tới, lập tức một cái lắc mình liền lui cách vị trí cũ, lại là sưu sưu ba mũi tên phát ra cùng một lúc, nhao nhao bắn về phía đã đến gần ba tên sát thủ. Cùng lúc đó, Sưu 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 thanh âm không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến, nương theo lấy vài tiếng kêu thảm cùng thân thể cùng mặt đất tiếng va chạm, ba tên sát thủ ứng thanh rơi xuống đất. Dương Đô Thống dù sao cũng là thân kinh bách chiến người, tại tiễn hướng hắn bay tới thời điểm, hắn lấy một cái khó mà tin nổi đường cong, tránh ra, lập tức không trở ngại chút nào hướng phía thế tử vọt tới, lúc này, lấy lại tinh thần tỉnh vương thế tử, nơi nào có thế cứ như vậy đứng chờ hắn đến giết không nói hai lời nhất lên trường kiếm trong tay liền nên đón tiếp lấy, hai người nháy mắt liền truyền đấu lại với nhau. Nam tử áo trắng kiến giải sử rớt ba tên sát thủ áo đen, liền trực tiếp hai tay vòng ngực, dựa vào vừa rồi mình nghĩ lại trên đại thụ, dù bận vẫn ung dung xem kịch, đúng là một chút cũng không có muốn lên trước hỗ trợ ý tứ. Dương Đô Thống thấy thế, trong lòng không khỏi đại định, trong tay thế công càng hung hiểm hơn mấy phần. Nguyên bản liền bản thân bị trọng thương tỉnh vương thế tử, nơi nào là đối thủ của hắn, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Ai, xem ra vẫn là phải ta ra tay a, à, ngươi đi một bên nghỉ ngơi một hồi bôi ít thuốc đi, miễn cho ta tốn sức lóc bốt cứu ngươi ra đến, lại bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết, chẳng phải là quá ném tiểu gia ta mặt mũi rồi. Nam tử áo trắng thấy nhớ mày, lập tức lắc đầu thở dài một cái, cởi xuống bên hông Nguyễn kiếm, một cái phi thân, liền gia nhập vòng chiến, đem Tĩnh Vương Thế tử cho giải cứu ra tới. Tỉnh vương thế tử thoát ly vòng chiến từ tử thần trong tay nhặt một cái mạng mới thở vào nhẹ nhõm lại bị một câu nói kia hơi kém thức đến phun máu cái này rốt cuộc là ai a à, liền không thể thật dễ nói chuyện a à. có điều hắn cũng biết cái này người thực sự nói thật đành phải đi đến ở ngoài vòng chiến bắt đầu vì chính mình thoa thuốc trị thương giống bọn hắn dạng này người tập võ thuốc trị thương là ắt không thể thiếu cho nên gần như mỗi người trên thân đều sẽ tùy thân mang theo. Đợi đến tỉnh vương thế tử thoa tốt thuốc trị thương, bên kia chiến đấu lấy dương đô thống trong lòng biết sự tình không thể thành mà rút đi. Ngươi thả hắn đi rồi. Tỉnh vương thế tử nhìn xem dương đô thống bay tán loạn rời đi, biết rõ còn cố hỏi. Không phải đâu. Hắn muốn giết là ngươi, cũng không phải ta, ta nghĩ, ta không cần phải vậy, giúp ngươi lưu hắn lại mệnh. Nam tử áo trắng nhún vai, một mặt không thèm để ý chút nào Tỉnh vương thế tử chán nản Nhưng cũng không nói thêm gì Chỉ là hướng hắn ôm quyền nói Hàng lập đa tạ công tử ân cứu mạng Không biết công tử Tỉnh vương thế tử không cần khách khí Ta nguyệt thần các giết người cùng cứu người đồng dạng Đều chỉ bằng thay trời hành đạo bốn chữ Không đợi thế tử đem nói cho hết lời Nam tử áo trắng liền mở miệng đánh gãy hắn Chỉ tiếc A có ít người rõ ràng là không nghĩ để ngươi sung sướng đến đâu xuống dưới, ta nhìn, là sợ ngươi nguy hiểm đến hắn hiện tại vị trí A. Muốn ta nói, chính ngươi nếu là còn muốn như thế ngơ ngơ ngát ngát qua sông ngươi cả đời này, không bằng hiện tại liền đập đầu chết ở đây tới càng tốt hơn, chí ít để người coi trọng ngươi, đỡ lãng phí thời gian. Chương 356, Tỉnh Vương Thế Tử Ngươi Đừng muốn ăn nói linh tinh, ta chỉ coi chưa từng nghe qua. Tỉnh Vương Thế Tử sắc mặt biến lại biến, hắn tự hỏi nấp rất kỹ, cho dù là phụ vương cũng không biết hắn bộ này giả tâm, nhưng chưa từng nghĩ từ một ngoại nhân miệng thảo luận ra tới. Hắn rốt cuộc là ai? Tỉnh Vương Thế Tử hai mắt trở nên dị thường sắc bén, khí thế bức người im ắng lan tràn, giống như là phủ phục trong bóng đêm, chờ đợi lấy đêm con mồi một kích mất mạng báo săn. Ăn nói linh tinh sao? Nam tử áo trắng trào phúng cười một tiếng quay đầu nhìn hắn một cái. Vậy ta không phòng nói thêm nữa một chút, Thế tử Gia Minh vì tỉnh vương Thế tử, kỳ thực lại là tiên hoàng trưởng tử, làm sao có người không nghĩ để ngươi làm thái tử, hy vọng ngươi chết sớm sớm siêu sinh, chật chật, thật sự là đáng thương a à. biết rõ giết mẫu cừu nhân là ai, biết rõ bên ngoài thuê một nhà hủy diệt là vì cái gì. Nhưng lại không thể không chịu nhục, an phận làm ngươi Thế tử. Nam tử áo trắng nói, xoay người sang chỗ khác, Nhìn phía xa liên miên không dứt dãy núi, lời nói ra lại một câu một câu đánh thẳng Tỉnh Vương Thế Tử ở sâu trong nội tâm. Ngươi làm sao lại biết những cái này? Tỉnh Vương Thế Tử không khỏi kinh hãi trong lòng, cái này người thậm chí ngay cả hai mươi mấy năm trước cung đình bí mật đều như thế rõ như lòng bàn tay, liền mình cũng là mấy năm gần đây mới biết được chân tướng, thế nhưng là người trước mắt đâu? Hắn lại là làm thế nào biết? Ta biết, sao trong tưởng tượng của ngươi nhiều hơn nhiều. Nam tử áo trắng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phương xa. Ngầm ẩn, là phụ thân cùng nhị thúc cả một đời tâm huyết, không người nào biết ngầm ẩn lực lượng cường đại đến mức nào, toàn bộ Xích Vũ quốc, không, thậm chí có thể nói là toàn bộ nhạc trừng trong đại lục đều có ngầm ẩn cái bóng, ngầm ẩn có thể là bên cạnh ngươi bất luận kẻ nào, từ mệnh quan triều đình đến ti tiện nô tỳ. Thậm chí là trên đường tên ăn mày, cũng có thể là ngầm ẩn bên trong một viên này nam tử áo trắng không phải người khác, chính là rồng rã một tháng chưa từng lộ diện trấn nam vương thế tử Mạc Ngọc Thành, không, hiện tại phải gọi, Mạc Thành. Ta còn biết, ngươi hàng lập là cái hèn nhát, một cái phế vật. Mạc Thành thanh âm có chút phiêu hốt, thế nhưng là mỗi chữ mỗi câu, lại đều giống như là từng cái bàn tay, mạnh mẽ lắc tại hàng lập trên mặt. Biết rõ thân phận của mình, lại chỉ có thể nén giận, Nhìn xem một ít người ngồi tại nguyên bản nên thuộc về mình vị trí bên trên làm mưa làm gió, lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả, biết rõ vết mẫu cừ nhân đang ở trước mắt, lại còn muốn khuôn mặt tươi cười đóng lấy, ta nếu là ngươi, đã sớm tìm khối đậu hũ đâm chết. Ngươi. Hàn Lập đỏ lên một gương mặt, muốn phản bác, lại phát hiện sự thật chính là như thế, hắn lại lấy cái gì đi phản bác. Nếu là không cam tâm, liền nghĩ phương nghĩ cách sống sót nếu là không nghĩ nhận mệnh, vậy liền tay cầm càng khôn. Mạc Thành xoay đầu lại, nhìn về phía Hàng Lập. Hàng Lập hít sâu một hơi, Mạc Thành, một câu sau một câu đâm lòng người oa tử, lại thêm trước đó trải qua một trận ác chiến, mất máu có chút nhiều, đầu não có chút choáng váng, thân hình không khỏi nhoáng một cái, lại tại sau một khắc, đột nhiên cầm trong tay trường kiếm. Hướng phía cách đó không xa một cây đại thụ chém tới. Ngươi cho rằng ta nghĩ dạng này a? À? ngươi cho rằng ta nghĩ a à. cái gì chó má thế tử cái gì chó má hoàng trưởng tử ta căn bản chẳng phải là cái gì hàng lập hai mắt đỏ ngào trải qua thời gian dài động lại tại nội tâm cảm xúc tại thời khắc này bạo phát đi ra giống như điên dại mệnh của ta thân phận của ta cho tới bây giờ đều không phải mình ta cha ruột muốn muốn giết ta ta thân đệ đệ cũng muốn mệnh của ta tất cả mọi người cho rằng ta là một cái vô năng lại nhu nhược tỉnh vương thế tử, trong thiên hạ này, còn có ai sẽ nhớ kỹ ta? Ai có thể giúp ta? Hàng Lập nói tới chỗ này, đột nhiên liền cười lên ha hả, cười điên cuồng, cười đến đầy mắt nước mắt, cuối cùng hóa thành nồng đậm trào phúng. Ta lập tức sẽ chết, sẽ chết. Ta một kẻ hấp hối sắp chết, còn có thể làm cái gì? Ta làm sao không nhận mệnh? Làm sao không cam lòng? Nếu như, ngươi có thế bất tử đâu. Mạc Thành nhìn xem giờ phút này điên cuồng phát tiết hàng lập, không khỏi nghĩ đến mình trước kia, tại biết mình không còn sống lâu nữa thời điểm, nghĩ hết tất cả biện pháp chỉ vì có thế sống lâu mấy ngày. Ngươi nói cái gì? Hàng lập nghe vậy giật mình lăn tại nguyên chỗ. Ý tứ của ta đó là, nếu ta có thế bảo đảm ngươi không chết, không, bảo đảm ngươi trong tương lai mấy năm thậm chí trong vòng mấy chục năm bất tử, ngươi sẽ còn nhận mệnh sao? mạc thành trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn là mở miệng ngươi có ý tứ gì Hàng lập không thể tin nhìn xem mạc thành trong mắt là không che giấu được khẩn trương ngươi là trúng độc a mà lại bên trong vẫn là cùng trấn nam vương thế tử đồng dạng độc mạc thành không trả lời hắn ngược lại mở miệng hỏi làm sao ngươi biết hàn lập lần nữa giật mình lăn trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc thật sự là hắn là chúng cùng trấn nam vương thế tử đồng dạng độc nhưng chuyện này một mực giấu diếm nhiều tốt không giống trấn nam vương thế tử như vậy làm mọi người đều biết trừ khi người hạ độc cùng phụ vương bên ngoài lại không có bất luận kẻ nào biết đám người chỉ coi hắn là thể chất suy yếu bởi vì ta từng giống như ngươi mạc thành hít sâu một hơi nói ra một câu để tĩnh vương thế tử càng thêm khiếp sợ lời nói ngươi là hàn lập một mặt không thể tin nhìn xem mạc thành đã thấy mạc thành hướng hắn mỉm cười ngươi không cần biết ta là ai cũng không cần biết chỉ cần biết ta có thể cứu ngươi mệnh cứu tốt ta dựa vào cái gì tin ngươi hàn lập cúi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát không che giấu chút nào trong mắt vẻ hoài nghi ngươi lại vì sao muốn giúp ta bởi vì chúng ta là đồng dạng người Mạc thành câu môi mỗi chữ mỗi câu nói xong hồi lâu lúc này mới rồi nói tiếp huống chi, trừ tín nhiệm ta, ngươi không có lựa chọn nào khác, có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta có cùng chung địch nhân, nghĩ đến cũng có thể làm bằng hữu tốt nhất, ngươi muốn, ta đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Mạc Thành nói, từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm, đưa tới hắn trước mặt, không tình cảm chút nào đạo, đem cái này, ăn hết. Đây là cái gì? Hàng lập nửa tin nửa ngờ kết quả hộp gấm, mở ra xem, bên trong là một viên màu đen dược hoàng trong lòng không khỏi tái sinh cảnh giác trị cho ngươi trong cơ thể ngươi kịch độc đồ vật mạc thành chậm rãi nói trải qua 7 năm dược lão cuối cùng là đem giải dược cho nghiên cứu ra đến chỉ là không nghĩ tới cuối cùng dùng tới nó vậy mà là tĩnh vương thế tử ta làm sao có thể tin ngươi hàng lập trong tay nắm lấy hộp gấm đầu ngón tay có chút khẽ rung nhưng lý trí của hắn vẫn là để hắn hỏi ra lời giống vậy. Ngươi có thể không ăn, ta người này từ trước đến nay không thích nói nhảm. Mạc Thành nói xong, đúng là nhất chân hướng mặt trước cách đó không xa đi đến, nơi đó là tỉnh vương thế tử bên người cái cuối cùng hộ vệ thi thể, cũng là cái kia huy kiếm đâm về hắn chủ tử phản bội người. Mạc Thành ngồi sổng người xuống, tại tên hộ vệ kia bên hông sờ sờ, xe nhẹ đường quen cứu tìm ra nó đai lưng trừ nội ẩn giấu, một khối so to bằng móng tay không có bao nhiêu nhỏ miếng sắt, phía trên thình lình khắc lấy một chữ, sói. Chương 357, Đạt Thành Hiệp Nghị Mặt Thành nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, quả là thế. Lúc trước, mặt tây trên thân, cũng tìm ra đồng dạng đồ vật, cốt một cái ngầm lan cát, cái này vuốt sói duỗi đủ dài, mình cùng hàng lập bên người đều có, như vậy, còn lại thế tử gia bên người, sợ là cũng ít không được, thậm chí là trong triều văn võ đại thần bên người, cũng định sẽ không thiếu. Mạc Thành cầm trong tay nhỏ miếng sắt ném cho Hàng Lập. Hàng Lập vô ý thức đưa tay tiếp nhận, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn kỹ, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Dương Đô Thống là đương kim thánh thượng thân tính, có thể nói, khó trách, khó trách ngắn ngủi thời gian 2 năm, ngầm lan các sẽ phát triển nhanh chóng như vậy, một lần đưa thân xích vũ quốc đứng đầu nhất sát thủ hàng ngũ, viên lai, cái này phía sau có hoàng thất cái bóng trong vương phủ có nội gian sự tình phụ vương cùng mình cũng là biết đến thế nhưng là mấy phen âm thầm điều tra đến đều không tìm ra người kia lại không nghĩ rằng hôm nay ở đây người kia lấy phương thức như vậy tại chỗ quả nhiên là cho hắn một cái kinh hỷ a à. nói ra điều kiện của ngươi hàng lập hít sâu một hơi nhìn về phía mặt thành hắn mặc dù không biết hắn đến tục cùng là ai nhưng lại biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cái này người đã như thế tận hết sức lực giúp hắn, như vậy, khẳng định là toan tính không nhỏ. Ta không có gì điều kiện, tương phản, ta có thể giúp ngươi ngồi lên vị trí kia. Mạc Thành nhìn xem hắn, từng chữ từng câu nói. Ngươi muốn cho ta soán vị. Hàng lập tâm tượng là để lọc nhảy nửa nhịp, con mắt cũng vô ý thức hướng nhìn bốn phía, dạng này đại nghịch bất đạo, nếu là để cho người nghe đi, sợ là lại là một trận gió tanh mưa máu. Ngươi không nghĩ. Mạc Thành không trả lời mà hỏi lại. Hàng Lập sững sờ ngay tại chỗ, lập tức, trên mặt chấn kinh hóa thành một vòng điên cuồng ý cười, nghĩ, vì sao không nghĩ. Đối với những cái kia muốn giết ta ở phía sau nhanh người, những cái kia cướp đi ta hết thảy người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Vậy là tốt rồi, xem ra, ngươi còn không phải quá vô dụng mạc thành nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên nói hàng lập bị hắn một câu nói kia nghẹn nửa ngày đều nói không ra lời ánh mắt lần nữa rơi vào trong tay dược hoàng bên trên ăn nó mệnh của ngươi liền vẫn là ngươi mạc thành cũng đồng dạng đem ánh mắt rơi vào viên kia dược hoàng bên trên nếu là có thể sớm đi đạt được viên thuốc này chính mình lúc trước cũng sẽ không thụ nhiều như vậy khổ có điều nếu là như vậy mình đại khái cũng không gặp được nàng hạ phúc khôn lường sao biết không phải phúc mặt thành ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa dường như cùng vừa rồi cái kia đem tạo phản nói hời hợt như vậy không phải cùng là một người cái này thật có thể cứu ta mệnh hàng lập nhìn hắn chầm chầm hồi lâu lại một lần nữa xác nhận nói có thế mặt thành rất là khẳng định gật đầu lập tức nhưng lại thêm một câu chỉ cần ngươi xác định trên thân bên trong là cùng trước đó trấn nam vương thế tử trong cơ thể đồng dạng độc là được. Tốt, ta tin ngươi. Liền đem còn nước còn tác đi. Hàng lập cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, cầm trong tay dược hoàng cho nuốt xuống, trong cơ thể hắn chi độc, không người có thể giải, nếu như thế, ăn hết lại có làm sao, trái phải chẳng qua là cái chết, đối phương vừa cứu mình một mạng, nếu là thật sự muốn giết mình, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, chỉ cần vừa rồi khoanh tay đứng nhìn, liền có thể nhìn xem hắn mất mạng. Hàng lập trong mắt dãy dụa, mặt Thành nhìn ở trong mắt, cũng không có nói cái gì, dù sao, nếu là đổi lại mình, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng một ngoại nhân, mà đem cả một đời đều giao cho một cái không chút nào quen biết người. Hoàng thuốc vào miệng tức hóa, chỉ trong chốc lát, Hàng lập liền cảm thấy miệng đầy đắng chát, thật lâu không tiêu tan, Hàng lập lông mày, không tự chủ được vặn làm một đoàn, sắc mặt nhìn xem cực kỳ đau khổ mặt thành lẳng lặng nhìn hắn lông mày cũng không khỏi nhíu một cái cũng không có nói cái gì thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ hồi lâu hàng lập mới mở miệng lần nữa nói người kia căng cơ đã vững chắc mà trên tay của ta không có có thể cùng người kia chống lại thế lực liền xem như ta tốt cũng không có cách nào từ trong tay người kia đoạt lại vị trí kia hắn muốn chơi chết ta có rất nhiều phương pháp quân muốn thần chết thần không thể không chết cái này chính là tàn khốc nhất sự thật. Sẽ có. Mạc Thành lần nữa nhàn nhạt mở miệng, "Hàng gia sẽ là hậu thuẫn của ngươi, ta Nguyệt thần cát cũng sẽ giúp ngươi leo lên vị trí kia, nhưng là ngươi cũng phải nhớ rõ ràng, ta có thể cứu ngươi mệnh, liền có thể lấy mệnh của ngươi, ta có thể đưa ngươi nâng lên vị trí kia, cũng có thể dễ như trở bàn tay, đưa ngươi lôi xuống ngựa." Xích Vũ, là thời điểm nên thay đổi triều đại, hắn cần phải có một cái có chính thống hoàng thất huyết mạch người, tới làm đây hết thảy, Trấn Nam Vương phủ, chỉ có thể là phía sau màn đẩy tay, Trấn Nam Vương phủ cái này trong hơn 10 năm vinh dự, dung không được một tia làm bẩn. Nguyệt thần cát. Hàng lập lần nữa rơi vào trầm mặc, Nguyệt thần cát đến cùng có thực lực như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, Nguyệt thần là khoảng thời gian này đột nhiên xuất hiện tổ chức sát thủ, là toàn bộ trên triều đình ác mộng, đồng dạng, cũng là toàn bộ Xích Vũ quốc cho đến tận đây thần bí nhất tồn tại. Nếu là Mạc Lăng biết trong lòng của hắn ý nghĩ, không biết là nên cười hay là nên khóc, luận thần bí, không có cái gì tổ chức có thể thắng được qua ngầm ẩn, từ ngầm ẩn thành lập 10 năm, ngoại giới cũng không có một người biết được, liền tri kỳ thần bí. Ngươi nếu là muốn mạng sống, muốn báo thù, muốn về cái kia vị trí, liền tiếp nhận, nếu là không muốn, vậy ta cũng không có cách nào. Mạc Thành lười nhác cùng hắn lại ở đây hao phí xuống dưới, trực tiếp sản khoái nói, ta vừa rồi đưa cho ngươi đang dược, chỉ có thể tạm thời khống chế trong cơ thể ngươi độc tố, như nghĩ triệt để thanh trừ, cũng không có đơn giản như vậy, dạng này đang dược, cách mỗi một tháng ngươi liền nhất định phải phục dụng một lần. Thẳng đến 9 tháng về sau, ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hàng lập chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, làm ra thay đổi đời này của hắn quyết định. Hắn không muốn chết, hắn còn có huyết hải thâm cừu chưa báo, dù là người trước mắt cho hắn, là một đầu thông hướng diêm vương điện con đường, liền xem như quỳ, hắn cũng phải đi xuống. Rất tốt. Mạc Thành hiển nhiên rất hài lòng hắn trả lời chắc chắn, lần nữa ném ra ngoài một cái hộp gấm, trong này là hai viên đồng dạng đang dược, có thể bảo vệ ngươi ba tháng không việc gì, sau ba tháng, ta tự sẽ để người đưa cho ngươi. Mạc Thành nói, trực tiếp trực chuyển thân, hướng dưới núi đi đến, hàng lập, ngươi sẽ may mắn hôm nay lựa chọn. Nhìn xem nam tử áo trắng trời đi bóng lưng, hàng lập thật lâu không nói, chỉ là kia nắm lấy hộp gấm tay, lại bại lộ nội tâm của hắn cảm xúc, kiềm chế dưới đáy lòng thật lâu cùng nhiệt, cũng tại thời khắc này, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nguyệt thần các, vô luận ngươi muốn là cái gì, chỉ cần ngươi giúp ta làm ta muốn làm sự tình, ta cái mạng này, bồi thường cho ngươi lại có làm sao. Hàng lập quay người, đi đến trên một tảng đá lớn ngồi xuống, thả ra chỉ có bọn hắn tỉnh vương phủ mới có tín hiệu, lập tức, liền lặng lặng chờ đợi mình người tới. Cũng là kể từ lúc đó, hàng lập cuối cùng đã rõ mặt thành thời điểm ra đi, nói câu nói sau cùng kia ý tứ, bởi vì, nguyệt thần các chỗ cường đại, không hề chỉ là thể hiện tại sát nhân chi bên trên. Chương 358, khách tới ngoài ý muốn. Từ ngày đó trở về về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, tỉnh vương thế tử trong tay, liền sẽ thu được một phần không rõ lai lịch thư tín bên trong ghi chép, đều là hắn lúc ấy mong muốn nhất biết, nhưng lại không thể nào biết được, hoặc là nói là đem hết toàn lực điều tra, lại chỉ có thể biết được gia lông sự tình. Hắn có thế bằng nhanh nhất tốc độ, cho ngươi nhất toàn diện tin tức. Hắn càng ngày càng rõ ràng, không chỉ là hắn tỉnh vương phủ, liền toàn bộ xích vũ quốc, đều tại người kia giám thị phía dưới, cho dù là cao cao tại thượng vị kia, cũng không có thế may mắn thoát khỏi. Hàng lập tại hưng phấn đồng thời, cũng đối cái này gọi nguyệt thần tổ chức sát thủ, sinh ra sợ hãi, cùng cảm giác khó chịu, giống như vậy một tổ chức, chỉ sợ liền không có hắn làm không được sự tình đi, như vậy, hắn lại vì sao muốn nâng đỡ mình leo lên vương vị. Thật chẳng lẽ giống như người kia nói, chỉ vì là đồng dạng người, đồng thời có cùng chung địch nhân sao? Đồng dạng người, cùng chung địch nhân. Hàng lập cau mày, vậy hắn. Đến cùng là ai? Cùng hoàng thất lại có như thế nào ân oán? Có điều, đây đều là nói sau. Bên kia, mặt Thành cũng mặc kệ bên này hàng lập nghĩ như thế nào, hắn mới ra rừng, mặt Nam liền lặng yên không một tiếng động rơi vào hắn sau lưng, nhị gia, ngài không có chuyện gì chứ. Vừa rồi ba cái kia sát thủ cùng nhau phóng tới nhị gia thời điểm, hắn thật đúng là thay nhị gia lau một vệt mồ hôi, cũng may, nhị gia phản ứng cấp tốc tiễn thuật siêu quần lấy một địch ta vậy mà miễu sát địch thủ mấy cái tiểu la la mà thôi còn không đã thương được ta lời tuy như thế nhưng mặt thành trong lòng cũng rất là chấn kinh từ lần trước xảy ra chuyện về sau trở lại kinh đô gần như mỗi ngày đều sẽ ngâm dược vương phối trí tắm thuốc loại kia không phải người tra tấn để hắn một trận hoài nghi dược lão là mượn cơ hội tại chỉnh hắn nếu không phải kia tắm thuốc hiệu quả rất rõ ràng thân thể của mình cường độ, so sánh với dĩ vãng muốn tốt không ít, hắn thật đúng là muốn đi liều mạng với hắn. Nhị gia, chúng ta thật muốn giúp hắn sao? Mạc Nam quay đầu nhìn sau lưng đã biến mất ở phía xa tỉnh Nam Vương Thế Tử, mở miệng hỏi. Hắn là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Mạc Thành nhún vai, kỳ thật, ai ngồi lên vị trí kia, với hắn mà nói cũng không đáng kể, thế nhưng là, liền người kia không được, cho dù là hắn đính vào trên long ỷ hắn cũng phải đem hắn cho nổ xuống tới. Dám cùng người hợp mưu hại chết phụ thân, làm hại nhị thúc tàn tật suốt đời, còn muốn mạng của mình, dạng này người, tại phía trên kia một ngày, hắn mặc ra, liền một ngày không được an bình, vì sau này an ổn sinh hoạt, hắn cũng phải để người kia biết, mặc ra, không phải mặc người nắm. Nhị gia, xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta là về Vĩnh Yên sao? Mạc Nam thấy thế, liền cũng không có hỏi nhiều, dù sao nhị gia để bọn hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó tốt, có nhiều thứ, không cần hỏi nhiều. Không, đi Thanh Dương trấn. Mặt Thành khóe môi câu lên một vòng khó nén ý cười, thật lâu không nhìn thấy nàng, không biết nàng nhưng từng nghĩ tới mình. Ngay tại vừa rồi, mắt thấy Tỉnh Vương thế tử bị ám sát trải qua, mặt Thành dường như lại hồi tưởng một phen ngày đó mình bị đâm giết tràn cảnh, cùng hôm nay, là cỡ nào giống, thế nhưng là lúc trước mình cũng không có hàng lập may mắn như vậy, vừa vặn có thế gặp được ra tay giúp đỡ người, lúc trước, nếu không phải gặp nàng. Mình sợ là đã sớm thấy Diêm Vương. Cho nên giờ phút này, hắn không kịp chờ đợi, liền muốn thấy được nàng, đi cùng với nàng, nhìn xem nàng vì người trong nhà phấn đấu, thấy được nàng lạc quan lại tích cực cười, dường như như thế, hắn khả năng an tâm. Khi nhị lão gia bên kia, Mạc Nam nghe được chủ tử nhà mình dạng này trả lời chắc chắn, Dường như cũng không lộ ra ngoài ý muốn Nhưng vẫn là không thể không nhắc nhở một câu Nhị lão gia là biết Mạc Thành ra tới làm cái gì Nếu là thời gian dài Người không quay về Sợ là muốn lo lắng Phái người trở về nói một tiếng liền tốt Mạc Thành cất bước lên xe ngựa Cũng không quay đầu lại tiếng xe ngựa Lập tức trong xe liền truyền đến một trận lười biến thanh âm Dương đô thống thủ cấp Nhưng tầm hạ rồi Người này không thể thả lại kinh đô sớm tại hắn xuống núi trước đó, liền cầm xuống, giờ phút này, đã đưa đến tỉnh vương thế tử trong tay. Mạc Nam chỉnh ngay ngắn thần sắc, nói như vậy. Nguyệt thần là nhị gia năm năm qua thành quả, mà ngầm ẩn lại là lão gia cùng nhị lão gia mười mấy năm tâm huyết, hai cái này tương gia, nhị gia trong tay thực lực có thể nghĩ, lại thêm có trấn nam vương phủ toàn lực ủng hộ, chỉ cần nhị gia nguyện ý, cho dù là ngồi lên người kia vị trí, cũng không phải không có khả năng, chi tiết nhị gia trí không ở chỗ này rất tốt hy vọng phần này đại lễ hàng lập tiểu tử kia sẽ thích mặt thành thanh âm vui vẻ đi thôi ta muốn tại ngày mai trước hừng đông sáng đuổi tới thanh hà thôn bánh xe nhấp nhô thanh âm chậm rãi vang lên lập tức càng lúc càng nhanh mặt thành chậm rãi nhắm mắt lại tựa hồ là ngủ lại không cái gì tiếng vang truyền ra mặt thành không biết là tại hắn về thanh hà thôn trên đường mạc lão thái gia lại trước hắn một bước, đi vào thanh hà thôn. Ngày hôm đó, cổ gia toàn gia mới tảo mộ trở về, cổ tú vân liền đi trường công trong viện, chuẩn bị đem nhà ấm bên trong mạ cho cẩn thận dời ra tới, chậm rãi hướng lều lớn bên trong dời cắm. Bây giờ, đợt thứ nhất rau quả đã hầu như đều bán sạch, đợt thứ hai rau quả mấy ngày nữa cũng đều có thể ăn. Bên ngoài viện một bên, lại đột nhiên truyền đến móng ngựa cộc cộc thanh âm cổ tú vân ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một cổ từ hai thất ngựa cao to lôi kéo xe ngựa chính chậm rãi từ cửa thôn bên kia hướng bên này tới chung quanh xe ngựa còn có không ít cưỡi ngựa cao to người áo đen mở đường mà xe ngựa đằng sau còn cùng bốn năm chiếc xe hàng phía trên chồng không ít hòm gỗ xem xét chính là lai lịch không nhỏ sẽ là người nào đâu mặt gia khách nhân sao cổ tú vân hơi nghi hoặc một chút thanh hà thôn vị trí địa lý đặc thù cửa thôn hướng tận cùng bên trong nhất, cũng không có thông hướng ngoại giới, có thể cung cấp xe ngựa hành xử con đường, có, chỉ có hai đầu thông hướng khác biệt thôn trấn đường nhỏ, hơn nữa còn là trèo đèo lội suối cái chủng loại kia. Cho nên, bình thường hướng trong thôn đi xe ngựa, hoặc là chính là thanh hà thôn trong làng, hoặc là, chính là tới làm khách, tuyệt sẽ không là qua đường, như vậy, xe ngựa này chính là cái sau rồi. Bởi vì cổ tú vân vững tin, toàn bộ thanh hà thôn, cũng không có người nào nhà có dạng này một chiếc xe ngựa, huống chi xe ngựa này cũng không có dọc theo đại lục vào thôn, mà là ngoặt một cái, hướng nhà mình bên này phương hướng đến. Cổ Tú Vân còn đang nghi hoặc, xe ngựa liền đến phụ cận, lập tức, phía trước nhất kia hộ vệ áo đen vung tay lên, xe ngựa chậm rãi dừng lại, kia hộ vệ áo đen cũng không xuống ngựa, chỉ là trên ngựa sông Cổ Tú Vân bên này ông quyền, tức giọng hỏi, xin hỏi, nơi này chính là Thanh Hà Thôn Cổ Gia. Thanh Hà Thôn có hai cái cổ gia, không biết ngài nói, là cái kia cổ gia. Đáp lời, là cổ Tú Vân bên người Dương quản sự, hắn liếc mắt liền nhìn thấy dẫn đầu chớ tình, không khỏi sững sờ, hắn làm sao tới rồi. Nói như vậy, chẳng phải là lão thái gia cũng trong xe. Có điều, hắn lúc này, lại là không thể nói mình nhận biết chớ tình, dù sao, lúc trước mình thế nhưng là nhị gia mượn đỏ trưởng quỷ tay, đưa cho tiểu thư. Chương 359, Mạc gia trưởng bối. Chớ tình khi nhìn đến Dương quản sự thời điểm, liền biết là nơi này không sai, có điều, đang nghe Dương quản sự hỏi như vậy thời điểm, vẫn là sửng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng, hắn cũng liền phối hợp trả lời một câu, chúng ta muốn tìm là cổ tú Vân tiểu thư chỗ cổ gia. Đó chính là nơi này không sai, ta là cổ gia quản gia, không biết vị đại ca này đến cổ gia, cần làm chuyện gì? dương quản sự vô ý thức nhìn sau lưng cách đó không xa cổ tú vân liếc mắt mở miệng hỏi chúng ta là kinh đô người nhà họ mạc đây là chúng ta lão thái gia bái thiếp chớ tình tung người xuống ngựa từ trong ngực cầm một tấm bái thiếp ra tới giao đến dương quản sự trong tay dương quản sự trong lòng khẽ giật mình không nghĩ tới mặt lão thái gia thật đến lập tức cũng không dám lãnh đạm vội cung kính tiếp bái thiếp bước nhanh hướng phía cổ tú vân đi đến lúc này chớ tình chạy tới xe ngựa trước, tự mình nâng lên rèm xe, đem bên trong mặt lão thái gia cho đỡ xuống xe ngựa. Bên này, cổ Tú Vân tự nhiên là nghe được Dương quản sự cùng chớ tình đối thoại, biết đây cũng là mặt thành người nhà, chỉ là không biết, bọn hắn đến nơi này, không đi mặt da, bên trên nhà mình làm cái gì. Nghĩ thì nghĩ, cổ Tú Vân vẫn là nhanh chóng rửa tay một cái, lúc này mới nghênh đón tiếp lấy, có chút xấu hổ xong trên xe ngựa mới xuống tới một vị, lão giả tóc hoa râm nói, tiểu nữ tử cổ tú vân, không biết quý khách tiến đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng mặt lão thái gia rộng lòng tha thứ. Nguyên lai, like, ngươi chính là thành nhi trong miệng nhớ mãi không quên ân nhân cứu mạng, cổ gia nhị tiểu thư A. Mặt lão thái gia từ trên xuống dưới đánh giá cổ tú vân, lập tức cởi mở cười một tiếng, bây giờ xem xét, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt A. Mạc lão thái gia nói đùa. Cổ Tú Vân nghe vậy có chút xấu hổ, không biết mặt lão thái gia cái này nói là chính lời nói, vẫn là nói mát, luôn cảm thấy trong lời nói có một cái khác tầng ý tứ. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Mạc lão thái gia đưa tay vuốt vuốt trên cầm cũng không tồn tại sợi râu, thẳng thấy cổ Tú Vân toàn thân đều có chút không được tự nhiên, lúc này mới nhìn về phía chính nhất lên trương gỗ, đứng tại bên đường nhìn xem bên này trường công nhóm mở miệng hỏi. Đây là trong nhà trồng một chút rau xanh, đang chuẩn bị chuyển đi trong viện dời cắm, để mặt lão thái gia chê cười, mời vào bên trong. Cổ Tú Vân tùy ý giải thích một câu, liền cười đem người hướng nhà mình trong viện mời, người ta là cầm bái thiếp tới, rõ ràng chính là cố ý tới nhà, nàng chỗ nào còn có thể khiến người ta đứng tại cửa sân nói chuyện a? À? Ồ, đây chính là hiện nay chúng ta vĩnh yên trong huyện lừng lẫy nổi danh Hoàng Kim Rau Quả mặt lão thái gia lại rõ ràng đối mấy cái kia hồng gỗ lớn tử càng thêm cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ những cái kia đồ ăn, đều là dùng cái rương này trồng ra đến. Không biết, có thể hay không để lão đầu tử nhìn trúng nhìn lên. Đương nhiên. Cổ Tú Vân cảm thấy, mấy cái rương rau quả thôi, cũng không có gì tốt che giấu. Lúc này liền sông Dương quản sự đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Dương quản sự hội nghị, để cách gần đây hai cái trường công, đem bọn hắn hồng gỗ nhất đi qua. Lúc này, trương gỗ bên trong rau quả đã mọc ra ba bốn tấc chiều dài, toàn bộ trong rương xanh lục bát ngát nhan sắc, chỉ là nhìn xem có chút yếu đuối dáng vẻ. Cổ nhị tiểu thư quả nhiên tâm tư xảo diệu, có thể nghĩ đến như thế trồng rau biện pháp, ngược lại để cho lão già ta cũng đi theo mở mang kiến thức. Mặt lão gia tử nhìn xem những cái này còn chưa dời gặp hạn rau quả cây non, nhịn không được cảm thán lên tiếng lập tức nhưng lại cười nói, nhị tiểu thư như vậy đem mình trồng rau bí mật cho lão phu nhìn, chẳng lẽ liền không sợ bị lão phu cho học trộn đi. Mặt lão thái gia nói đùa, rau quả trồng, vốn cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ cần có tâm người, đều có thể nghĩ đến, ta chẳng qua là tại mọi người trước đó, thay đổi hành động thôi. Cổ Tú Vân nghe được mặt lão gia tử tán dương, trên mặt vẫn là mang theo nhất quán lạnh nhạt mà không mất đi lễ phép cười, tự nhiên hào phóng nói. Mạc lão gia tử hiển nhiên rất hài lòng cổ tú vân dạng này không kêu không gấp thái độ, lúc này liên tục gật đầu, cười ha ha, thành nhi quả nhiên không có nhìn lầm người, ha 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 ha. Lần nữa nghe được mạc lão gia tử nhất lên mặt thành, không biết sao, cổ tú vân trong lòng luôn luôn cảm thấy có chút là lạ, nhưng lại nói không nên lời quái chỗ nào, chỉ là lần nữa mời nói, để lão thái gia chê cười, mời vào bên trong. Mạc lão thái gia càng xem trước mắt tiểu cô nương càng là thích, hắn dù lớn tuổi, mà dù sao là trên sa trường chìm đắm hơn phân nửa đời sa trường lão tướng, một đôi tay chiếm hết máu tươi, nếu là đổi người tầm thường, nơi nào còn có thế cùng mình như vậy đàm tiếu vui vẻ, chỉ sợ sớm đã dọa đến không dám nói lời nào. Thế nhưng là trước mắt tiểu cô nương, nhưng thủy chung một mặt lạnh nhạt, cái này khiến mặt lão thái gia đối nàng, lại tăng thêm mấy phần. Đúng lúc này, lão thái gia sau lưng lại truyền đến một cái ôn tồn lễ độ thanh âm, phụ thân, ngươi cũng đừng đem người hài tử hù dọa, quay đầu để Thành Nhi biết, coi như nên cùng chúng ta tức giận. Cổ Tú Vân nghe được thanh âm này đầu tiên là sững sờ, lập tức mới nhìn đến mặt lão thái gia sau lưng, đúng là còn có một người. Cái này người ngoài 30, một tấm đẹp trai khuôn mặt xảo đoạt thiên công, nhạc tư sắc y phục, đem hắn thân hình phụ trợ cực kỳ đẹp mắt, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là người này ngồi lên xe lăn, để người cảm thấy mười phần chói mắt, Cổ Tú Vân làm sao cũng không có nghĩ đến, đẹp như vậy một cái nam nhân, vậy mà là người tàn phế. Nghe nam tử này đối mặt lão thái gia xưng hô, hẳn là mặt thành trưởng bối, chỉ là không biết, cùng mặt thành cụ thể là quan hệ như thế nào. Nhìn lời này của ngươi nói, ta có dọa người như vậy sao? Mặt lão thái gia không cao hứng trừng con trai mình liếc mắt, lập tức lại xông cổ tú vân lộ ra một mặt ý cười, để nhị tiểu thư chê cười, đây là ta nhị tử mặt lăng, cũng là thành nhi thúc phụ, ngươi có thể đổi hắn nhị thúc. Cổ Tú Vân nghe vậy nhu thuận gật đầu, hướng về phía mặt Lăng thi lễ một cái, Tú Vân, gặp qua mặt Gia nhị thúc. Nhị tiểu thư không cần đa lễ, ngươi là nhà ta thành nhi ân nhân cứu mạng, tự nhiên cũng là ta mặt Gia ân nhân, ta làm sao có thể thụ ngươi cái này thi lễ. Mặt Lăng xe lăn chậm rãi chuyển động xe lăn, hướng phía cổ Tú Vân bên này đi tới. Mặt mang cười ôn hòa ý nói. Chớ nhị thúc nói đùa, ngài là thành đại ca trưởng bối, về tình về lý cái này lễ vẫn là muốn làm được. Cổ Tú Vân nhưng cũng sẽ không cho rằng, mình cứu A Hỷ, liền có thể tại người nhà họ mặt trước mặt, lấy ân nhân thân phận tự cho mình là. Nghĩ tới đây, cổ Tú Vân lông mày không tự chủ nhíu một cái, nàng rốt cuộc biết có chỗ nào không đúng, hai người này mở miệng một tiếng mình là thành nhi ân nhân cứu mạng, nhưng rõ ràng mình cứu chính là A Hỷ, là bọn hắn hiểu lầm cái gì, vẫn là. Cổ Tú Vân nghĩ đến một loại khả năng, tâm đột nhiên để lọc nhảy nửa nhịp, liên tưởng đến ban sơ nhìn thấy Mạc thành thời điểm đủ loại, cùng tam muội đã từng nói nhìn thấy A Hỷ, có chút không thể tin mở to hai mắt nhìn. Không biết lão thái gia cùng chớ nhị thúc trong miệng thành nhi, thế nhưng là công tử nhà họ mạc mạc thành. Vì xác định trong lòng mình suy đoán, cổ tú vân đè xuống trong lòng liên tiếp nghi vấn, hỏi dò. Chương 360, trong lòng hoài nghi đúng vậy. Mạc lão thái gia cơ hồ là vô ý thức mở miệng, cháu của mình, bây giờ không liền gọi mặt Thành A. Nhưng mà, ngồi tại trên xe lăn mặt lăn lại phát giác ra có cái gì không đúng đến, đẹp mắt khẽ cau mày nhăn, nhưng lúc này cũng không tốt nói cái gì. Tiểu nữ tử cả gan hỏi lão thái gia, trong nhà có mấy vị tôn thiếu gia. Đến lúc này, cổ tú vân trong lòng đã 80% xác định suy nghĩ trong lòng, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu nạp mấy phần. Cổ nhị tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy. Mạc lão thái gia lúc này cũng phát giác không thích hợp đến, không khỏi khẽ nhíu mày, hẳn là, tiểu tử kia không cùng nha đầu này nói thật. Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, lão thái gia nếu là không tiện nói, coi như ta không có hỏi. Nhìn thấy mạc gia phụ tử phản ứng như vậy, cổ tú vân trong lòng một trận lạnh buốt. nếu là đến lúc này, nàng còn không nghĩ tới sự tình là thế nào một chuyện nàng cũng liền quá ngu chỉ là cổ tú vân trong lòng rất kỳ quái mặt thành đến cùng là dùng như thế nào một loại thủ đoạn thay hình đổi dạng lừa qua mình thậm chí là bên cạnh mình hết thảy mọi người nghĩ tới đây cổ tú vân trong đầu không khỏi hiện ra một người thân ảnh đến dược vương dược vương y thuật siêu quần đơn giản chỉnh dung thuật hoặc là kiếp trước từ trên tivi nhìn thấy qua dịch dung thuật càng thậm chí là mặt nạ da người, chỉ sợ dược lão cũng là biết đến, như vậy. Cổ Tú Vân hai mắt có chút nheo lại, nghĩ đến lúc trước mình bởi vì hoài nghi mặt thành chính là A Hỷ, còn từng tự mình đi thăm dò qua, trên mặt hắn phải chăng mang theo mặt nạ, nhưng lại nơi tay đụng vào đạo hắn gương mặt một khắc này, bị hắn bắt lại, bây giờ suy nghĩ một chút, nói không chừng chính mình lúc trước trực giác là đúng. Tiểu thư, tiểu thư. Đông tuyết thanh âm, tại cổ tú vân vang lên bên tai, đưa nàng từ trong suy nghĩ tỉnh lại, cổ tú vân lúc này mới ý thức được, mình tại hai vị trưởng bối trước mặt, thất thần, vội vàng nói một tiếng thất lễ, đem hai vị khách nhân hướng trong viện để. Vô luận như thế nào, chuyện này chỉ có chờ đến lần sau gặp được mặt thành thời điểm, khả năng công bố đáp án, mà trước mắt hai người dù nói thế nào, cũng là A Hỷ trưởng bối, tự nhiên là không thể lãnh đạm. Mạc lão gia tử cùng Mạc Lăng liếc nhau, trong mắt đều có chút kinh nghi, lúc này bọn hắn cũng đoán được sự tình là thế nào một chuyện, có điều, hai người dù sao đều không phải bình thường người, chỉ là một cái vừa ý, liền minh bạch ý nghĩ của đối phương, đều là không chút biến sắc lắc đầu, cái này đến cùng là thế nào một chuyện. Còn là muốn chờ Thành Nhi trở về khả năng biết. Cổ Tú Vân đem mặt gia phụ tử mời đến viện tử, từng cái rương lớn, cũng bị người từ phía sau trên xe ngựa tháo xuống, từ mặt da người nhất đi vào, theo mặt lão thái gia nói, đây đều là mặt gia dùng để đáp tạ cổ gia đối cháu trai ân cứu mạng, cổ tú vân dù đủ kiểu từ chối, nhưng vẫn là không thể cố chấp qua được mặt lão gia tử. Cổ tú vân dứt khoát cũng liền theo hắn đi. Cổ gia trường công nhóm thấy đông gia mời khách nhân vào cửa, lúc này mới lại bắt đầu bận rộn mở, đem từng rương rau quả, đâu vào đấy hướng viện tử hậu viện lều lớn bên trong dọn đi, chỉ là, lần này bàn luận trên trời dưới biển thanh âm lại là nhỏ, đám người động tác cũng không tự chủ thả nhẹ chút cho dù ai cũng nhìn ra được vừa rồi đến hai người kia đều không phải nhân vật đơn giản gì chỉ là kia quanh thân khí chất liền để rất nhiều trên núi hán tử cảm thấy kinh hãi không thôi trẻ tuổi một chút trung niên nhân mặc dù ngồi lên xe lăn thế nhưng là như cũ không thể che hết hắn kia một thân quý khí càng là bị người một loại mười phần cao lãnh không dễ dàng cảm giác thân cận cách đó không xa trong thôn người xem náo nhiệt cũng đều rối rít nghị luận lên ai cũng không biết bọn hắn nói thứ gì thế nhưng là kia từng cái cồng kềnh cái rương hướng cổ gia nhất bọn hắn lại là nhìn thấy đám người không khỏi bùi ngùi mãi thôi trước kia thanh hà thôn bên trong mười mấy năm cũng khó khăn được đến một lần quý nhân thế nhưng là từ khi cổ gia phát nhà về sau đến thanh hà thôn đại nhân vật cũng bắt đầu nhiều hơn mà lại gần như mỗi một lần đều là hướng về phía cổ tú vân trong nhà đi há có thể để đám người không ao ước nhưng hâm mộ thì hâm mộ mọi người cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không tốt cổ gia nhân thiện liền xem như phát nhà cũng chưa từng quên qua trong thôn người toàn bộ thanh hà thôn trên dưới không có không đối với hắn xen lẫn nhau khen ngợi nhà như vậy chỉ có càng cường đại đối bọn hắn mới càng tốt cổ tú vân không biết là hiện tại cổ gia đã trở thành toàn cái thanh hà thôn cọc tiêu mà cổ gia ba tỷ muội càng là trong thôn tất cả thế hệ trẻ tuổi học tập tấm gương bất kể là ai nhà hài tử phạm sai lầm trong nhà trưởng bối đều sẽ tới một câu ngươi xem một chút người ta cổ gia ai 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 nhỏ như vậy liền có thể cho nhà kiếm đại ca như vậy gia nghiệp chỗ nào cùng ngươi cái này gia hầu tử suốt ngày bên trong tận cho ta gây chuyện như là loại này đến khích lệ kích thích nhà mình hài tử mạch gia phụ tử tại cổ gia cũng không có dừng lại bao lâu thời gian dù sao Mặt Gia bây giờ trừ một cái mới mấy tháng lớn tiểu thiếu gia bên ngoài, còn lại tất cả đều là nữ quyến, chiêu đãi lên cũng xác thực không tiện lắm, hai người chỉ là cùng hà thị bọn người nói rõ đơn giản mình ý đồ đến, lại đưa lên tạ lễ. Lúc này mới thản nhiên rời đi cổ gia, đi sát vách mặt Gia viện tử. Hà thị nhìn xem trong thính đường kia từng cái hồng gỗ lớn tử, có chút do dự đạo, tú vân, ta thế nào cảm giác chuyện này, có chút cái rất không thích hợp a. À? Ngươi cứu A Hỉ là không giả, nhưng bọn hắn mặc gia không phải đã sớm đưa qua tạ lễ sao? Sao lại đưa? Mẹ, đã người ta đưa tới, ngươi thu cũng chính là, có lẽ là người mặc gia nhiều tiền, lại hoặc là người ta đối A Hỉ coi trọng. Cổ tú vân nhún vai, giống như vô tình nói, trong lòng lại loạn thành một đoàn. Nếu là mình suy đoán là thật, vậy hắn vì sao muốn lừa gạt mình? Là có lời gì khó nói? vẫn là có cái gì khác mục đích. Người đứa nhỏ này, ngày thường nhìn xem rất tỉ mỉ, sao hôm nay đối mặt gia phụ tử lãnh đạm. Hà Thị nghĩ đến vừa rồi cổ Tú Vân đang bồi mặt gia phụ tử lúc nói chuyện, mấy chuyến xuất thần, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Mẹ, ta mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi một hồi, những vật này, ngươi cùng đại tỷ nhìn xem xử lý liền tốt. Cổ Tú Vân nói xong, cũng không đợi mẫu thân có phản ứng, liền đứng dậy về phòng mình, lưu lại hà thị cùng cổ tú lệ hai mặt nhìn nhau nhị muội đây là làm sao rồi làm sao nhìn dường như tâm tình không được tốt cổ tú lệ nhìn xem muội muội rời đi bóng lưng có chút không quá xác định mở miệng nói hôm nay bởi vì là muốn dời cắm mạ cổ tú vân sáng sớm thời điểm tâm tình phi thường tốt bận rộn cũng mười phần có lực lúc này nhìn xem lại có chút ấm ức có thể là gần đây nhiều chuyện mệt mỏi đi hà thị cũng có chút lo lắng nhìn khuê nữ của mình bóng lưng rời đi liếc mắt lập tức quay đầu hướng bên người xuân lan nói một hồi phân phó phòng bếp cho nhị tiểu thư làm tổ yến cháo đưa đi vâng phu nhân xuân lan đối với cái này tự nhiên là không lời nói lúc này liền ứng thanh xuống dưới